dạ à, xin chào cả nhà ừ, thì giống như là mọi lần thì tháng tháng hôm nay à, tháng này thì là à, chúng ta sẽ đi đến với một cái chủ đề là về cùng tìm hiểu về dòng tiếng hóa thiên thần thì trước khi đi vào bài em muốn nói một chút xíu thì um, giống như mọi lần á em em cũng là một người học thôi và uh, khi mà cùng chia sẻ với mọi người như vậy là em muốn là giống như kiểu là chúng ta cùng nhau học như như là em chia sẻ những gì em cũng nghiên cứu ấy. và à, nó chưa phải là nó là hoàn hảo á, dạ cho nên là có gì còn thiếu sót thì mọi người chúng ta cùng cùng nhau bổ sung thêm, dạ <laughs> à, chắc chắn là là tại vì cái chủ đề này á nó khá là khó khi mà em đi vào rồi em mới thấy là uh, có nhiều nguồn và nhiều nguồn tài liệu nhiều khi nó lại nói một cách uh, chỏi nhau nữa, nó nó khác nhau nữa rồi nó và um, cái okay. chưa là chủ đề này. nó 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 rất là phức tạp ạ và thì hôm nay cái cái chủ đề này em chỉ dám tiếp cận đến một một cái phần một cái phần khái quát để chúng ta à, cùng xem ạ làm tài liệu tham khảo thì là có rất là nhiều như là em đã ghi trên đây uh, như là um, tiểu luận về dòng tiếng hóa thiên thần của thầy Lâm Văn Kiệt rồi sách Angel và Deva của Thorcom cũng như là um, những cái video của Monadic Media và các cái khóa học và uh, của cả cô thuấn đổ từ uh, hội thông thiên học yeah. um, trước khi mà bắt đầu thì là uh, chúng ta cùng chiêm nghiệm một cái câu nói của chân sư trong điểm đạo trong nhân loại và thái dương hệ về uh, đạo đoàn quân thiên thần hay còn gọi là đạo quân của âm thanh là hàng ngũ đông đảo các thiên thần đang làm việc không ngừng nghỉ. Người đệ tử hãy chú tâm xem xét các phương pháp của họ, hãy học các quy luật mà đạo quân này dùng làm việc bên trong các nước màn ảo ảnh. Dạ, chỉ là chúng ta cùng chiêm nghiệm thôi ạ. À. Thì cái chữ um, thiên thần á là uh, từ phương Đông của chúng ta hay có cái từ từ cái um, tiếng Phạn là Deva, Deva có nguồn gốc từ tiếng Bắc Phạn Sanskrit uh, và uh, đó, còn phương Tây thì gọi là angel yeah. Thì cái uh, cái chữ Deva đó Nó từ cái chữ gốc là div Có nghĩa là tỏa sáng hoặc là trở nên tươi sáng Do đó Deva là một người tỏa sáng Và từ này thường được dùng để chỉ uh, thượng đế Hay là vị thần hoặc bất kỳ những cái nhân vật nào Hoặc những nhân vật mà có cái năng lượng cao quý nào đó Như cái vị thần linh hay đó thì gọi là Deva và um, trong nhiều nền văn hóa còn được gọi giống như bên Phật giáo thì chúng ta gọi là các chư thiên và dạ, bên phương Tây gọi là thiên thần thì DNA là cái chất liệu cơ bản trong mọi biểu hiện của vật chất và tinh thần uh, thuộc các cấp độ hành tinh, thái dương hệ hoặc vũ trụ và chúng ta sẽ thấy um, chút nữa chúng ta sẽ thấy là um, tất cả mọi thứ hiện hữu đều đều liên quan đến đến DNA hết bởi vì uh, cái cái dòng tiến hóa của deva hay là dòng tiến hóa của thiên thần em xin phép sẽ dùng chữ là dòng tiến hóa của deva thì là uh, nó không chỉ là giống như chúng ta hay hình dung là những cái vị thần có cánh đôi cánh nhưng mà thực ra là thực tế đó là cái hình ảnh uh, do con người chúng ta uh, nhìn thấy và vẽ ra như vậy giống như là uh, hoặc những vị có nhãn thông như vậy nhưng thực ra họ là họ là năng lượng họ là những cái dạng uh, mãnh lực và năng lượng và do đó là À, họ hình thành nên tất cả mọi cái 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 vật chất ở trong à, trong hiện hữu trong của chúng ta thì um, chúng ta sẽ thấy là um, không chỉ trên cái hành tinh này trong vũ trụ này không chỉ có nhân loại trên hành tinh này chúng ta còn có vô số vô số những cái sinh linh khác những cái sinh mệnh khác nữa và những cái dòng tiến hóa khác không không chỉ có dòng tiến hóa Deva nữa chúng ta sẽ thấy là như vậy thì dòng tiến hóa của thiên thần có thể xem như là song song với dòng tiến hóa của nhân loại và trên thực tế thì là sự tiến hóa của Deva hay là sự tiến hóa của giới thiên thần và sự tiến hóa của nhân loại là hai nửa của một sự tiến hóa tại vì sao tại vì uh, dòng tiến hóa của Deva giống như là mang cái tính âm và mang cái tính là um, uh, giống như là mang cái tính mẹ và dòng tiến hóa của nhân loại thì mang tính dương, mang tính nam tính như là mang tính cha vậy, dạ. do đó là chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ thấy đó là um, thực ra là hai dòng tiến hóa uh, song song nhưng mà đến một lúc nào đó rồi nó nó cũng sẽ gặp nhau. thì cái vai trò của dòng tiến hóa tinh thần là có vai trò là tạo tác, vai trò là cái vai trò kiến tạo ra mọi hình tướng trong tự nhiên như là bông hoa, cây cối, con người thậm chí cả cái hình tư tưởng nữa cũng có cái vai trò của các Deva trong đó tạo từ những cái thần chất, dạ. hay là thậm chí cả cái hành tinh này à, do đó hôm nay chúng ta sẽ thấy một cái cách tiếp cận từ nội môn, từ góc nhìn khác nó sẽ rất là có thể nó sẽ rất là khác với với cái chúng ta nghĩ từ đó tới giờ về về thiên thần thiên thần là những uh, nàng uh, những giống như là những người phụ nữ xinh đẹp với đôi cánh nhưng mà À, không chỉ không chỉ có vậy đâu. Chúng ta sẽ thấy dòng tiến hóa tinh thần là 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 tất cả thiên nhiên xung quanh chúng ta luôn. Và à, họ đông đúc hơn chúng ta rất là nhiều và gồm rất là nhiều cấp bậc và trải dài từ mọi sự sống, từ cái sự sống vô thức, thụ động nhỏ bé như là những cái uh, tinh linh hay là hay còn gọi là cái cái uh, tinh linh hành khí hay là những cái tinh linh này, tinh linh những cái tinh thần của thiên nhiên rồi ngay cả trong cơ thể con người của chúng ta những cái tinh linh của phàm ngã là cũng từ từ những cái tinh chất của deva và cho đến những cái thiên thần với cấp bậc tương đương với một vị đế quân Johan những cái mà những cái bậc cấp độ điểm đạo 6 cái nào bậc 7 tức là rất rất là cao thì thì cũng đều là thuộc cái 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 dòng tiến hóa này và họ bao gồm cả các cái thực thể từ những cái chu kỳ hành tinh trước những vị tham gia tích cực vào việc hình thành các thái dương hệ mới và đào tạo cho nhân loại sơ sinh cũng như các tinh linh chưa tiến hóa và thậm chí cả nhân vật trong những cái lịch sử của nhân loại nữa thì tại sao chúng ta nên nghiên cứu về dòng tiến hóa thiên thần khi mà chúng ta tại sao chúng ta cần hiểu biết về dòng tiến hóa thiên thần việc hiểu biết về dòng tiến hóa thiên thần à, giống như là chúng ta sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về à, toàn bộ mọi mọi cái, cái 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 sinh linh ở xung quanh cái sự phát triển thiên nhiên của chúng ta và có cả những cái sinh mệnh mà vô hình uh, ở những cái cái cõi vô hình vô hình là vô hình với cái cặp mắt trần của chúng ta thôi nhưng mà vẫn đang hiện hữu để mà uh, nuôi dưỡng thúc đẩy uh, mọi sự sự sống của cây cối của uh, đất nước không khí mọi thứ đều 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 có những cái những cái sự sống của, sự sống mà à, đằng sau tiếp năng lượng cho những cái sự sống đó thì và khi mà chúng ta hiểu được như thế thì chúng ta sẽ nhận ra cái vai trò của mình đối với thiên nhiên chúng ta biết trân trọng thiên nhiên hơn chúng ta sẽ thấy là thiên nhiên không hề là ngẫu nhiên hay là từ cái giới kim thạch cho đến cây cỏ nó không hề là ngẫu nhiên đâu không hề phát triển ngẫu nhiên mà đằng sau đó là luôn có cái sự tiếp xúc, cái sự nuôi dưỡng của những cái cái tinh linh hay là những cái thiên thần chăm sóc tất cả tất cả những cái à, giới kim thạch thảo mộc rồi cầm thú trong tự nhiên như thế và khi mà chúng ta chúng ta hiểu là có những cái cái có những cái cái sinh mệnh đó thì chúng ta sẽ nhận ra là cái vai trò của mình chúng ta sẽ hiểu được cái trách nhiệm của mình khi mà họ sẽ bị ảnh hưởng bởi cái tâm lý của chúng ta như thế nào cũng như là cái việc mà uh, cơ khí hóa uh, của con người đã ảnh hưởng đến uh, thiên nhiên như thế nào và đã là làm cho cái các cái tinh linh của thiên nhiên cũng như là giới thiên thần họ đã tránh xa những cái nơi đồng ồn ào đông đúc uh, như thế nào thì khi chúng ta hiểu đó chúng ta sẽ uh, biết được cái cách hợp tác với họ tốt hơn thông qua cái việc mà bảo vệ môi trường cũng như là um, um, uh, hợp tác với, với uh, thiên nhiên một cách tốt hơn ạ à. yeah. thì bây giờ để mà um, bắt đầu thì em xin mời mọi người xem một cái đoạn video clip nói về giới thiên thần và từ kênh monadic media do thầy hiệu trưởng I'm going a Michael Rubin of the Morian Federation. Devas are energy in many respects. Và chất liệu. The deva is the relation between. Tinh thần là there's cái a point. Thể ở nằm giữa. Có there's tinh another tinh, point. And, tinh tinh. Tinh. and there's the energy which connects those points. And that is David life. But that's rather abstract. The Devas are a parallel evolution to humanity. Devas and angels are equivalent terms, one used in the East and the other in the West. The term Deva and elemental are sometimes used interchangeably when speaking of the lower type of Devas. But Devas are really. Or angels are considered higher Nhưng mà deva than An elemental life. Um, cái, cái the body of a deva is less concrete một, uh, than thần. the body of a human being. Thì không có đặc như là con người. The human being has vehicles which are quite người, encapsulated and thì. have quite a stable form. Uh, the bodies of devas are fluid, uh, mobile, ever-changing. Their sphere of radiation and they thì are bodies năng which năng connect one thing with another. Man and devas share one ray. That is the second ray. Man is a combination of the first ray of power and the second ray of love wisdom. The deva is a combination of the second ray of love wisdom, wisdom. wisdom and the third ray of intelligence. The deva kingdom is a feminine kingdom the human kingdom is a masculine kingdom Devas are receptive they are suppliant they are the great receivers of nature there are Devas who are as highly evolved as our solar god for every type of man the human man the planetary man the solar man, the solar man, the solar man there is a corresponding type of deva cái life. Uh, ở cái During the Aquarian Age which is the Bình, Seventh Ray Age, man will come Cung in bảy, touch with the Deva con Kingdom. Con man and Deva essentially are identical, but they manifest through different types of vehicles and have different types of functions. Là, uh, the Deva Offers the principle of duality to man and is the opposing kingdom. It has been said there are some devas that must obey man. There are other devas with whom we, man, can cooperate. There are still other devas of such a high nature that we must obey them. Angel power, sức Deva power, is tremendous, uh, and we're just on the borderland of learning about what it really is. During the Aquarian Age, Trong we will learn, sometimes the hard way. There are many forms of David lives and with some of them we are familiar through our legends and myths There are many unconscious types of David lives and we call them gnomes related to earth, Undines related to water, sylphs related to air, salamanders related to fire. These are all nature spirits, uh, but there are devas of equal development to ourselves and, our and equally conscious. There is one great deva that we have there to obey, that have to and, obey and that is our solar angel or, that solar, that solar, solar, angel or solar, solar, solar deva, solar who is much more advanced than we are and who has sacrificially come to assist us to evolve through the entire human kingdom. We have to develop a cooperative relationship with the With the lower elemental lives, we can supervise and command. With devas, we must cooperate. And we're going to get to know them during the next two thousand years in a broad way that has never been possible for a man before. những cái hàng trăm năm tới trong những cái dài năm tới thì cái cái sự mà tiếp xúc với thiên thần nó sẽ là uh, vượt ngoài những cái gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Dạ. Thì uh, đó là cái video đã cho chúng ta một cái cái nhìn tổng quan. Bây giờ chúng ta sẽ sẽ lần lượt lần lượt uh, đi vào uh, nhiều hơn. Thì chúng ta sẽ thấy là cả cái giới thiên thần và giới nhân loại đều có những cái con đường tiến hóa riêng nhưng mà nó gắn bó chặt chẽ với nhau và phụ thuộc lẫn nhau để phát triển như là một cái là mang tính âm một cái mang tính dương và nó hỗ trợ lẫn nhau vậy các thiên thần là những vị kiến tạo nên thế giới vật chất và cung cấp hình hài vật chất mà tinh thần lâm phàm ngự tinh thần ngự ở trong đó và à, cái cái hai cái cuộc đại tiến hóa của nhân loại và thiên thần cuối cùng nó sẽ hợp nhất trên cái cõi bồ đề và để, để tạo thành cơ thể của một cái gọi là đấng lưỡng tính thiên liêng gọi là Divine Hemaphrodite đây chính là cái được gọi uh, trong nội môn gọi là cái cuộc hôn nhân thần bí và đó chính là cái sự hợp nhất cuối cùng của hai dòng tiến hóa nhân loại và thiên thần và cái cái hai dòng này thì nó sẽ còn uh, diễn ra trong một cái tương lai xa 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 rất là xa cả hàng triệu năm nữa ở trong cái căn chủng thứ sáu nữa, còn đương nhiên là đó là khi mà căn chủng là chúng ta nói đến cái một cái nguyên một cái nhân loại như một tập thể, còn có những cái người tu tập thì thì cái cái tâm thức của họ hoàn toàn có thể giống như tu tập là chúng ta đang đi cái con đường đường tắt của sự tiến hóa và hoàn toàn có thể đạt được cái tâm thức của căn chủng thứ sáu dù chúng ta đang ở ở cái căn chủng Ariane hiện tại là đang là căn chủng thứ năm, yeah. Nhưng mình đương nhiên đó là ở một cái cấp độ rất là cao, tức là ở một cái cấp độ của cái tâm thức bồ đề và bởi vì cái cõi bồ đề là cái cõi trực giác, chính là cái cõi mà nó hòa nhập và nó hợp nhất lại tất cả, thì chúng ta cũng thấy là khi mà tâm thức ở trụ trên cõi đó là 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 à, cái cái sự tiến hóa của nhân loại và thiên thần khi mà đạt đến ở trên cái cõi đó thì nó hợp nhất lại với nhau thì uh, chúng ta thấy là um, cái việc mà trong tương lai là chắc chắn cái việc mà tiếp xúc và hợp tác với giới thiên thần là cái việc cần thiết và giống như là uh, cái việc mà chúng ta sẽ phải làm và và để mà xây dựng cái 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 thiên đàng trên hạ giới này bởi vì các thiên thần là các vị kiến tạo hình hài mà cho nên là cái việc mà tiếp xúc với các ngài là chắc chắn cho cày cày càng, càng, càng sẹt sẽ, sẽ càng nhiều trong tương lai để mà các ngài sẽ hướng dẫn chúng ta cũng như là khi mà đức price tái lâm là các thiên thần đang được triệu hồi để mà đi đến cùng với ngài để mà hỗ trợ nhân loại phát triển cũng như là giảng dạy tức là ở đây là các cái vị thiên thần cấp cao à, tuy nhiên à, ở đây có một cái cái lời cảnh báo của chân sư cho cái việc mà uh, mối nguy hiểm của việc tiếp cận với giới thiên thần quá sớm. Nà, ở đây là cái việc mà khi mà quá sớm ở đây là khi mà chúng ta chưa có cái sự chín chắn, chưa có cái sự trưởng thành và chưa có sự chuẩn bị thì thì uh, cái lời cảnh báo là không không có nên uh, cố gắng tiếp cận với giới thiên thần. Tại vì sao vậy? Bởi vì cái việc này có thể gây nguy hiểm và tương đương với cái việc đùa với lửa và đó là tại sao là mặc dù là cái bài hôm nay chúng ta nói về giới thiên thần chúng ta nói về cái việc hợp tác với giới thiên thần uh, tuy nhiên phải đưa ra cái 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 lời cảnh báo này ngay đầu tiên tuy nhiên một cái điều chúng ta cũng hiểu nữa là cái việc mà nguy hiểm này chỉ là uh, với những ở những cái cấp độ mà um, giới thiên thần ở những cái, cái cấp độ mà um, mà uh, um, uh, khi mà khi mà chúng ta Ờ, chưa chưa có đạt đến một cái cái chưa có làm chủ được á. À, thì chúng ta chưa an toàn thôi tức là khi mà chúng ta đã tu tập đến một mức đầu nào đó rồi và có cái sự thanh lọc thì chúng ta sẽ có thể tiếp xúc với các ngài một cách an toàn dạ thì và cái việc mà tiếp tiếp xúc với các thiên thần thì chỉ có thể an toàn khi mà chúng ta đã có cái phần nào đó à, tích hợp với linh hồn mà muốn tích hợp với linh hồn thì cái phàm ngã đã phải thanh luyện, dạ. Yeah. Và tương tự khi mà chúng ta, tại vì khi mà chúng ta tiếp xúc với các giới tinh tinh thiên thần á, các cái dòng tiếng hóa thiên thần thì nó cũng sẽ tương đương với cái việc mà chúng ta sẽ có được những cái, bởi vì họ sẽ truyền dẫn những cái sức mạnh về tâm linh. Do đó, cái việc mà phát triển những sức mạnh tâm linh này nó cũng chỉ an toàn khi mà nó xuất hiện một cách tự nhiên và là kết quả cũng như sản phẩm phụ của nhận thức linh hồn đang xuất hiện có nghĩa là nó sẽ là phát triển một cách tự nhiên qua cái việc mà chúng ta lập hạnh qua cái việc mà chúng ta uh, xây dựng những cái đức hạnh thì các cái cái cái, cái luân xa nó cũng thay mở cũng như là cái cơ thể chúng ta được thanh luyện và uh, yeah, do đó là uh, thêm một cái điều nữa là việc phát triển thượng trí và trực giác là điều kiện tiên quyết để mà có thể tiếp xúc đối với những cấp độ cao hơn của dòng tiến hóa thiên thần và sự tiếp xúc như vậy đòi hỏi những kỹ năng hình dung cao cấp, sự tập trung cũng như sự áp dụng ý chí nhất tâm và trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không có đề cập đến uh, những cái những cái kỹ năng này, những cái uh, những cái những cái này bởi vì những cái đó nó cũng vượt ngoài cái uh, cái dự nghiên cứu hiện tại của em và uh, mọi người hoàn toàn có thể tìm hiểu trên những cái uh, những cái tài liệu phần trình đọc khảo cũng như là Còn có thể đọc về luận về lửa càng khôn Treatise of Cosmic Fire Mà những các sách của chương sư Để đưa ra để, Đương nhiên là em nghĩ là nó sẽ Đến với những người nào hữu duyên Thì nó sẽ đến với chúng ta thôi Và ngoài ra nữa thì là uh, Việc Tiếp cận với những cái mảnh lực Neva cao cấp á, Thì nó sẽ an toàn hơn Trong các nhóm Dạ yeah nơi mà năng lượng có thể được trụ lại và phân phối cho việc cộng sự trên quy mô hành tinh và một 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 phần của cách tiếp cận là thông qua âm âm thanh đặc biệt là việc sướng linh từ ôm. Yeah. Um, ở đây có một cái trích dẫn từ thư của chân sư Kutumi gửi cho uh, ông Apesinet đó là uh, làm cùng cái trích dẫn đó là làm thế nào từ chính bạn có thể hiểu được thực tế là chỉ huy những mãnh lực bán thông minh và những thực thể mà phương tiện giao tiếp với chúng ta không phải thông qua lời nói mà thông qua âm thanh và màu sắc trong mối tương quan giữa rung động của cả hai vì âm thanh ánh sáng và màu sắc là những yếu tố chính hình thành nên những cấp độ thông minh đó những sinh mệnh mà bạn không hề có ý niệm về sự hiện tồn của họ à, ra những cái 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 đoạn trích dẫn này chỉ để muốn nói chúng ta hiểu là một trong những cái đặc điểm của dòng tiến hóa thiên thần đó là họ không có dùng ngôn ngữ bằng cái ngôn từ như là những cái lời như chúng ta mà cái ngôn ngữ của giới thiên thần thông qua đó là màu sắc và âm thanh thì à, có những cái có những cái vị thiên thần ở những cái cấp độ rất là à, khác nhau có những cái thiên thần cấp cao với Ờ, ở những cái cấp độ thượng trí là những cái vị tiến hóa rất là xa và uh, khi mà con người chúng ta có thể nâng cao tâm thức của mình lên những cấp độ thượng trí thì có thể nhận được những cái ấn tượng của các ngài còn vượt ngoài cả những cái cõi thượng trí nữa thì là những cái thiên thần hợp tác với các chân sư minh triết và họ thường giúp đỡ các ngài thực hiện các kế hoạch của mình um, một một cái đặc điểm của cái dòng tiến hóa thiên thần nữa là thực ra là họ không có ý chí tự do theo cái nghĩa là uh, um, họ mà nhưng mà theo một cái ý nghĩa cao cấp hơn bởi vì tất cả cái ý chí của họ đều tuân theo thiên ý tức là họ không có cái ý chí tự do như là cái như cái uh, như cái um, uh, ý muốn như cái phàm ngã của chúng ta con người thì có ý chí tự do theo cái nghĩa là là con người muốn muốn có thể làm theo cái uh, theo cái 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 cái, cái, cái mà, mà mà họ muốn nhưng mà thực ra thực ra nếu mà chúng ta hiểu một cách sâu sắc thì đó cũng chưa hẳn là ý chí tự do bởi vì có phải là chúng ta đang vận hành bởi những cái bản năng hay những cái dục vọng là những cái ý chí của những cái tinh linh thấp hay không thì thì đó cũng chưa hẳn là ý chí tự do bởi vì Uh, uh, khi mà con người có ý chí tự do thật sự chỉ là khi mà cái ý chí đó được hợp nhất với thiên ý mà thôi thì là uh, khi mà cái ý chí của con người hợp nhất với thiên ý thì lúc đó giống như là um, cái ví dụ của Đức Christ là um, uh, xin cho cái ý ý chí của con là ý chí của Cha thì ngài có cái năng lượng mạnh mẽ nhất và mà lúc đó ngài cũng có cái trí tuệ để mà sử dụng nó theo cái sự chỉ dẫn của của thượng đế thì các thiên thần sống trong một cái dòng chảy của thiên ý và không có cái xung đột trong đó à, họ không có cái xung đột mà thiên ý là gì thiên ý biểu hiện như là chân thiện mỹ là niềm vui tự do là cái sự trang trọng sự trong sạch và chân thành và khi mà chúng ta để những cái phẩm chất này kiểm soát ý chí của mình thì là à, chúng ta à, có thể xem như là chúng ta hợp nhất với thiên ý trong luận về lửa vũ trụ luận về lửa càng khôn thì chân DK có tóm tắt những cái đặc điểm để phân biệt hai dòng tiến hóa giữa nhân loại và thiên thần như sau thì à, khi mà đọc những cái này chúng ta sẽ thấy là nó, nó mang tính khá là à, trừu tượng và nội môn à, nhưng mà nhưng mà à, hy vọng là mọi người vẫn cứ thử chiêm nghiệm chúng ta cứ cứ thử chiêm nghiệm nha là thứ nhất đó là con người thì đang thể hiện các trạng thái của thiên tính các trạng thái của thiên tính còn à, các thiên thần thì thể hiện các thuộc tính của thiên tính yeah. giống như là à, những cái kiện cái phẩm chất những phẩm chất của thiên tính vậy con người đang phát triển nội nhãn tức là cái tầm nhìn trong nội tâm và phải học cái cách thấy còn trong khi đó cái dòng tiến hóa của thiên thần thì các thiên thần phát triển cái nội nhĩ cái cái và phải học cái cách nghe và cho đến nay cả hai đều chưa hoàn thiện và kết quả là một thế giới bất toàn và thứ tư là con người đang tiến hóa bằng cách tiếp xúc và trải nghiệm và y đang mở rộng trong khi đó thì các thiên thần các deva thì tiến hóa bằng cách giảm bớt sự tiếp xúc và giới hạn là định luật đối với họ Thứ năm là con người nhắm vào cái sự tự chủ, trong khi đó deva phải phát triển bằng cách được điều khiển. Và thứ sáu là con người bẩm sinh là bác ái, mãnh lực tạo ra sự cố kết, còn deva bẩm sinh là sự thông tuệ, mãnh lực tạo ra sự hoạt động. Thì thực ra khi mà em đọc những cái dòng này á thì em cũng rất là rất là thực sự là rất là 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 rối não bởi vì à, bởi vì ở trong đây đây là một cái 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 trích đoạn từ tiểu luận của chú uh, của thầy Lâm Văn Kiệt còn uh, và và từ sách chân sư còn trong khi đó thì chúng ta sẽ thấy là uh, chú chú Philip Lindsay trong cái uh, cái khóa về deva thì chú lại nói là De, deva cái bẩm sinh của họ là bác ái. À, dạ cho nên là uh, và giống như là chúng ta sẽ thấy là con người ở ở uh, ở đây chúng ta sẽ thấy là con người là mang phẩm tính là mang là cái dòng tiến hóa mang tính dương nhưng mà ở một mặt nào đó con người à, con người thì thực ra nó lại là tổng hợp của tất cả luôn Tại vì con người vừa có cả cái có cái, cả cái thiên thần rồi vừa có cả có cả cái tinh thần mà tinh thần mới là con người thực sự cho nên nói về mặt tinh thần con người thực sự là con người mang tính cha hay là tính dương nhưng mà con người cũng mang cái trạng thái thứ hai tức là con người cũng là mang tính con nữa. À um, và và um, yeah. à, ý là ở đây em muốn nói là mình bình thường chúng ta sẽ nghĩ là giới thiên thần tại vì giới thiên thần á là cũng biểu hiện cho cái cosmic mother là là giống như là là toàn bộ cái dòng tiến hóa thiên thần là là sự thể hiện sự biểu hiện của đức mẹ vũ trụ vậy và toàn bộ cái dòng tiến hóa của nhân loại tương tương trên Cosmic Father đó là đó là cái 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 lời dạy từ cái bài giảng của chú William Miller cho nên là chúng ta sẽ thấy là um, uh, uh, nó nó có một cái cái những cái những cái xung đột như vậy á nó có những cái không phải thực ra là nếu mà chúng ta hiểu kỹ thì là bởi vì con người có cả hai vừa vừa là vừa cung một vừa cung hai rồi thiên thần cũng giới thiên thần cũng có cả hai là cung hai và và cung ba cho nên là nói là giới thiên thần vừa mang cái tính bác ái cũng có đúng chính vậy mà mang cái tính thông tuệ cũng 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 đúng luôn ừ. dạ thì à, à, rồi cái cái ý thứ bảy là loại lực thứ ba là lực ý chí sự thăng bằng làm quân bình hiện tượng điện phải đóng vai trò bằng nhau trên và qua cả hai hệ tiến hóa nhưng trong một hệ nó thể hiện dưới hình thức ngã thức là uh, là là chính là ở trong con người còn trong hệ kia là trong hệ uh, dòng tiến hóa tiên thần thì dưới hình thức rung động kiến tạo là constructive vibration um, thì tóm lại là nếu như mà mọi người có đọc qua những cái dòng này mọi người thấy nó hơi rối não một tí ấy, thì uh, mọi người cứ chúng ta cứ chiêm nghiệm thôi, Dạ, yeah. Tại vì tại vì um, bản thân em cũng đang học hỏi và chiêm nghiệm và cũng đang rất là cần những cái chia sẻ từ mọi người trước trước em cũng không có phải là có thể mà mà hiểu và giải thích được hoàn toàn Tại vì nội môn á cái 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 triết lý của nội môn nó khá là trừu tượng như vậy và thậm chí là ngay cả trong sách chân sư có lúc chỗ này ngài nói như thế này có lúc của kia ngài nói cái như kia nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu từ những cái bức tranh với hiểu những cái lớp này lớp kia thì nó nó vẫn là vẫn là đúng dạ yeah. thì nhưng mà nếu mà đặt trong những cái cái góc nhìn như thế nào thôi dạ yeah. <laughs> chắc là nói vậy đó, mọi người lại càng thêm rối não thêm rồi thì chúng ta thấy là uh, các thiên thần á bẩm sinh của họ là tuân theo định luật và họ thấy vui thích trong việc xây dựng các hình tướng và mục tiêu của họ là phát triển tính giác cái cái điều này thì nó chỉ là giải thích thêm cho những cái những cái tóm tắt À, hồi nãy mà về về trong khi mà chương sư phân loại hai à, nói về những cái đặc điểm của hai dòng này thôi trong khi đó con người thì phát triển bằng cách mở rộng và phá hủy những cái giới hạn thông qua việc vi phạm định luật à, và 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 gây ra những cái nghiệp quả mang lại đau khổ và đau đớn cho con người mà thông qua đau khổ mà con người học tập và con người tiến bộ rồi các thiên thần giao tiếp với nhau bằng màu sắc có thể nghe và âm thanh có thể nhìn thấy trong khi đó chúng ta sẽ thấy rất là rất là khó hiểu rất là trừu tượng đúng không ạ tức là thiên thần thì là nghe thấy màu sắc và nhìn thấy âm thanh dạ thực ra ở một góc độ nào đó chúng ta sẽ thấy là toàn bộ tất cả đều quy về năng lượng và rung động có phải là màu sắc và âm thanh cũng là năng lượng và rung động hay không và ở một cái rung động này thì nó là màu sắc ở và À, có thể nhìn thấy được và ở cái, những cái rung động khác nó là những cái uh, nhiệt lượng những cái tia hồng ngoại rồi ở những cái rung động mà khác uh, xa hơn nữa nó là cái tia cực tím chúng ta không thể nhìn thấy được rồi ở những cái rung động khác đó là cái âm thanh nó là hạ âm hay là siêu âm yeah. do đó thì thực ra tất cả nó đều là rung động và năng lượng mà thôi yeah. và mục tiêu của con người là phát triển cái thị giác cái tầm nhìn bên trong trên mọi cảnh giới còn một cái đặc điểm khác của dòng tiến hóa thiên thần là ngoại trừ một số đại thiên thần thì họ luôn hoạt động theo nhóm, yeah. uh, các các thiên thần thì thì là họ hoạt động theo nhóm phụ thuộc vào những cái cái xung lực có sẵn hoặc là cái mệnh lệnh do các cái vị vị thiên thần ở cái cấp độ lớn hơn đưa ra hoặc là theo những cái nghi thức uh, mà um, nghi thức mà thông qua những cái màu sắc hoặc là những âm thanh cho nên là những cái nghi lễ như lễ có những cái mantra những cái uh, dùng những cái những cái mantra hay những cái màu sắc nào đó thì là nó 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 có có thể tác động đến những có thể uh, kích hoạt hay là sự sai sử những cái những cái, uh, những cái những cái những cái sinh mệnh của dòng tiến hóa này do đó chúng ta phải rất là cẩn thận khi mà nếu mà chúng ta thiếu hiểu biết yeah. uh. rồi um. Dạ, cái 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 điều này thì là chúng ta có nói đến rồi. Một, một trong những khác biệt lớn nữa giữa con người và các thiên thần là trong khi con người tiến bộ khi phát triển thành một cái phức hợp của các cung. Tại vì giống như chúng chúng ta sẽ thấy là về tâm lý học nội môn đó, thì con người là là gồm là tập hợp rất là nhiều các cái cung khác nhau bởi vì thực ra là con người là gồm nhiều những cái những cái cái tinh linh khác nhau tự của phàm ngã rồi thì con người cũng là có cái linh hồn mà mà linh hồn là được được nuôi dưỡng bởi thái dương thiên thần nữa hoặc hay là ở một cấp độ sơ khởi thì chính thái dương thiên thần cũng là có thể được xem như là linh hồn của chính chúng ta nữa nên con người rất là phức tạp nên là cái sơ đồ sơ đồ cấu trúc về năng lượng của con người á là gồm rất là nhiều những cái cung khác nhau nhưng là làm một cái phức hợp trong khi đó trong cái quy luật thông thường thì trong dòng tiến hóa thiên thần thì là một một deva thì là thường là họ chỉ mang một một cái cung nào đó mà thôi À, à, tuy nhiên thì là một chân sư trong khi biểu lộ khía cạnh minh triết của một cái cung đặc biệt của chính mình thì cũng có kết hợp bên trong ngài à, những cái phẩm chất và quyền năng của tất cả các cung khác thì vì chân sư thì là từ lại cái dòng tiến hóa của con người do đó chúng ta sẽ thấy là cái việc nghiên cứu về thiên thần trở nên rất là phức tạp bởi vì giới thiên thần không chỉ là à, hoàn toàn là bởi mà mà giới thiên thần và giới nhân loại còn có những cái điểm giao nhau do đó có một số những cái thiên thần ở cấp độ cao là đã là đã từng trải qua cái giai đoạn nhân loại và do đó họ biểu lộ cả cái trí thông minh cao lẫn cái ý chí tinh thần bên cạnh cái cảm xúc và cái bản chất trực giác nữa à, một một cái ý cũng còn quan trọng nữa là chúng ta sẽ thấy là mỗi một cái cấp độ của sự sống Deva thì hoạt động như là một cái lực lượng cứu rỗi cho cái nhóm sinh mệnh thấp hơn ở bên dưới nó trong phạm vi tiến hóa tức là à, giống như là nếu mà chúng ta muốn cứu chuột, chúng ta muốn kiểm soát chúng ta muốn cứu rỗi một cái một cái cái một cái sự sống Deva ở một cái cấp độ nào đó thì chúng ta phải ở một cấp độ cao hơn đó thì các các tinh thần của cõi trần và cõi cảm chuột chỉ có thể được chỉ đạo và kiểm soát một cách an toàn bởi vì cái người mà à, đã trụ ở trên cõi trí à, còn các thiên thần ở cõi hạ trí thì chỉ có thể được điều hành một cách an toàn bởi người đã trụ trên cái cõi thượng trí và bồ đề dạ yeah. thì tương tự như tương tự như vậy à, tức là phải muốn mà kiểm soát các cái 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 ví dụ như chúng ta muốn kiểm soát cái tinh linh của thể cảm dục thì chúng ta phải trụ ở trên trên cõi trí và muốn kiểm soát hạ trí thì à, tức là muốn mà có thể um, vận dụng được thì uh, tức là uh, giống như là um, có có cái quyền năng cao hơn nữa thì chúng ta phải ở một cái mức độ tiến hóa cao hơn yeah. và chung thế thì chúng ta mới có thể cứu rỗi được yeah. thì trong cái em uh, cũng sẽ đi lướt qua cái phần này bởi vì nó khá nặng về về mặt kỹ thuật thì nó ở trong cái trích đoạn trong luận về lửa càng khôn trang 489 và 490. Nó về vai trò của deva trong dòng uh, uh, tiến hóa của nhân loại nói chung cũng như là vai trò của deva, vai trò của dòng tiến hóa uh, Thiên thần nói chung. Thì có những có năm định đề mà trong đó có ba cái định đề chính mà chúng ta có thể thấy vai trò của deva liên quan đến cái vai trò uh, dòng tiến hóa của nhân loại là bởi vì thì đặc chức là, là, là Mọi vật chất đều là vật chất có sự sống hay là chất sống của một của các thực thể thiên thần. Thí dụ như là một cõi giới hay các hình hài được kiến tạo bằng chất liệu đặc biệt của cõi đó chính là hình hài vật chất hay là lớp vỏ của một đại thiên thần. Mà vị này là cốt lõi ở phía sau của biểu lộ và là linh hồn của cõi đó. Như vậy, Deva là bản chất và chất liệu của vật chất. Như vậy, hoặc là Deva cũng chính là vật chất. Vật chất là chất liệu thiết yếu của thiên thần Mọi người thấy nó nó hơi lặp lại nhưng mà ở đây nó nhấn mạnh một cái điều gì? Cái gì đã làm sinh động những cái cái chất liệu của mọi thứ đó chính là đó chính là cái các các cái, cái cái sinh mệnh của dòng tiến hóa Deva. Như vậy, như vậy có thể nói là toàn bộ toàn bộ tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đều đều có liên quan đến giới à, giới giới Deva, giới thiên thần hay là dòng tiến hóa Thiên thần bởi vì tất cả mọi chất liệu từ ở mọi cấp độ đều là đều được tiếp năng lượng đều là được kiến tạo bằng các cái các cái sinh mệnh uh, Neva này và khi con người tiến hóa thì các việc uh, thiên thần cũng phải tiến hóa để đảm bảo rằng hình tướng phù hợp với mức độ tiến hóa tinh thần đạt được các Neva cũng thúc đẩy sự tiến hóa của tinh thần tức là khi mà vật chất tiến hóa nó cũng sẽ thúc đẩy cái sự tiến hóa hoặc uh, phát triển của cái tinh thần ở ở bên trong người trị bên trong nó và mọi hình định đề thứ hai là mọi hình hài đang rung động với bất luận chủ âm nào đều được làm ra bởi các thiên thần kiến tạo bằng chất liệu của chính các thể của các thiên thần do đó họ được gọi là trạng thái mẹ vĩ đại và deva là những cái thần kiến tạo vật chất sử dụng chất liệu của chính mình để tạo nên hình tướng và vai trò của deva gắn liền với giới nhân loại ở cái chỗ là tạo ra vật chất để trong đó tinh thần con người có thể nhập thể và sau đó tiến hóa. Như vậy chúng ta sẽ thấy là toàn bộ cái thể xác của chúng ta nè. Ví dụ ví dụ như là có phải là chúng ta khi mà cái cái tay cái tay của chúng ta bị đứt tay thì cái tay nó tự liền lại không? Mọi người có thấy không? Cái tay nó tự liền lại chúng ta đâu có làm gì đâu. Thì, thì đó là cái 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 tinh linh các cái tinh linh của cái cái thể xác của chúng ta nó nó tự động và và như vậy là nó có một cái sự thông minh của nó ở đây chúng ta sẽ mới hiểu là là tất cả những cái chất liệu tạo nên các thể của chúng ta từ cái cái thể thể xác rồi thể cảm dục và thể trí của chúng ta nữa nó đều làm từ những cái liệu chất liệu của những cái cõi riêng biệt và những cái chất liệu đó là là những cái tinh linh là là nó thuộc những cái dòng à, dòng 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 tiến hóa của, của Deva bởi vì Deva là là chất liệu trong mọi trong mọi sự sự sống trong và trong mọi thứ trong mọi thứ vũ trụ cho nên có thể nó là tất cả luôn tất cả à, mọi sự sống từ sự sống của Thái Dương thượng đế cho đến thiên nhân rồi con người và nguyên tử trước tiên phải biểu hiện trước khi chu kỳ tiến hóa có thể bắt đầu và trải qua cho đến khi hoàn thành tức là mọi cái sự sống nó phải đi vào à, nó để mà nó tiến hóa được thì nó sẽ phải đi vào cái biểu hiện có nghĩa là nó sẽ phải đi vào cái vật chất và từ khi mà nó đi xuống trạng thái sâu nhất của vật chất và hình tướng rồi thì từ đó nó mới quay trở ngược trở lại để mà đi lên đi vào cái cái sự tiến hóa à, à, để mà trở lại với cái cái cội nguồn tinh thần của nó và à, cái chất liệu thiên thần đã tạo nên tất cả mọi hình tướng do đó cái sự biểu hiện không thể xảy ra nếu không có không có giới thiên thần không có giới thiên thần thì không có vật chất không có những cái hình tướng không có hình hài không có cái cái sự biểu lộ này và chúng ta không chỉ giới hạn cái hình tướng trên cõi hồng cõi hồng trần này đâu mà cả cái cái cả cái hình tư tưởng cũng thuộc cái chất liệu của deva và cả những cái cảm xúc của chúng ta cũng là deva à, chất liệu của deva do đó chúng ta có thể nói là những cái suy nghĩ của chúng ta rồi cả những cái cảm xúc của chúng ta cũng được cấu tạo từ những cái chất liệu deva, những cái thần chất và nó là những cái à, khi mà cái chúng ta suy nghĩ những, những tư tưởng thì cái sự cái hình tư tưởng của chúng ta nó là một cái tinh linh riêng biệt, nó có cái sức sống riêng của nó. Ở đây em chỉ muốn nhấn mạnh để chúng ta hiểu là cái sự sự phức tạp và cái sự phổ biến của của deva nó không phải là chỉ là những cái thiên thần như là chúng ta hiểu là À, những cái vị à, nàng tiên nữ rất là đẹp có cánh này nọ, à, những cái hiện thực mà nó chính là vật chất, từ những cái sức sống, những cái sự sống, những cái tinh thần, à, những cái linh hồn trong những cái vật chất xung quanh mọi thứ xung quanh chúng ta, ngay cả chính bản thân cơ thể của chúng ta, cảm xúc và suy nghĩ của chúng ta cũng là từ những cái chất chất liệu đề ra. Do đó, do đó, tuy hai mà một là như vậy, con người vừa là à, cũng cũng làm gồm gồm tất rất là nhiều những cái những cái thứ như vậy. Uhm. À, các thiên thần hoạt động bằng cách lấy vật liệu và kiến tạo nó thành bất kỳ hình tướng cụ thể nào và hình tướng cụ thể mà họ kiến tạo phụ thuộc vào mức độ tiến hóa của chính họ. Bởi vì chúng ta biết là rõ ràng là có rất là nhiều những cái cấp độ uh, cấp độ uh, của dòng tiến hóa Deva mà từ những cái tinh linh uh, rất là vô thức cho đến cho đến cả những cấp độ rất là cao mà do đó là thiên thần giới thiên thần còn còn có mệnh danh là được gọi là những cái vị thần kiến tạo building, uh, builder builder uh, những thần kiến tạo cấp thấp hay là những cái thần kiến tạo cấp cao và cái cái sự tiến hóa nó toàn bộ cái cuộc tiến hóa có thể chúng ta có thể hiểu là cái sự tiến hóa là bằng cái việc mà gia tăng rung động và uh, deva sẽ hỗ trợ con người tăng tần số rung động và đồng thời khi mà con người tiến hóa thì nó họ sẽ phát triển khả năng tích cực làm việc với các deva để tạo ra các hình hài. Giống như là khi mà chúng ta tiến hóa, chúng ta nâng cao rung động thì chúng ta cũng đang trợ giúp cho cho các các cái cái deva để tạo và chúng ta sẽ tạo ra những cái những cái cảm xúc mà nó những cái rung động thanh cao hơn, những cái tư tưởng thanh cao hơn với những cái rung động cao hơn. Do đó, toàn bộ cái cuộc tiến hóa có thể đơn giản chúng ta hiểu là là toàn bộ cái cuộc tiến hóa chẳng qua nó chỉ là điều chỉnh cái khía cạnh vật chất sao cho phù hợp với khía cạnh tinh thần mà vật chất chính là cái rung động thấp hay là rung động thô trượt à, rung động à, thô trượt còn tinh thần là cái rung động cao hay là cái rung động thanh khí thì thì như vậy à, sự tiến hóa đối với mọi sự sống là một quá trình trong đó làm sao tinh thần ngày càng kiểm soát cơ thể vật chất nhiều hơn cho đến khi cơ thể đó là biểu hiện trọn vẹn của tinh thần do đó tiến hóa là là cái sự gia tăng rung động toàn bộ cái cuộc tiến hóa là sự gia tăng rung động mà thôi đúng không ạ rồi nói chung thì có hai cái nhóm Deva nhóm thăng thượng tiến hóa và nhóm gián hòa tiến hóa thực ra nãy giờ chúng ta cũng đã đề cập đến rồi và trong cái video hồi nãy chúng ta cũng thấy cái thuật ngữ elemental hay là tinh linh hành khí thì thường được sử dụng chỉ để chỉ một để chỉ một cái thực thể trên đường gián hạ tiến hóa trong khi cái từ Deva dành cho thực thể trên đường thăng thượng tiến hóa và cả hai cả hai cái hai cái nhóm deva này thăng thượng tiến hóa hay giá hạ tiến hóa thì đều có thể được xem như là cùng một cái dòng 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 deva evolution hay là dòng dòng tiến hóa thiên thần hay dòng tiến hóa deva và cũng từ trong cái video chúng ta cũng có thấy là có những cái nhóm deva cấp thấp hay là những cái, 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 cái tinh linh của phạm ngã mà chúng ta phải học cách điều khiển và kiểm soát bởi vì chúng đang ở cái vòng cung giá hạng tiến hóa Và uh, có những cái nhóm Deva Ở cái cấp độ tương đương bình đẳng của chúng ta đang Phải học cách hợp tác với họ Và có những cái nhóm Deva cao cấp hơn Chúng ta cần tuân theo họ Như là uh, vị thái dương thiên thần của chúng ta Hoặc là những cái vị, vị thiên thần cao hơn nữa Và một số thiên thần rất là quyền năng Mà chỉ có thể liên lạc Thông qua một cái nhóm đệ tử uh, Thống nhất và làm việc đồng thời Ừ. chúng ta cũng thấy là tức là có rất là nhiều những cái tác giả khác nhau có những cái phân loại khác nữa thì thì thực ra là nó cũng cũng là cũng là như nhau thôi à, chúng ta sẽ có những cái cái phân ở cái cấp độ là những cái tinh linh thiên nhiên là mang cái tâm thức nhóm nè rồi deva và angel là những cái thiên thần mang cái tâm thức đã biệt ngã hóa và những cái đại thiên thần là mang tâm thức đại đồng thì tức là um, à, à, đại thiên thần hay là những tổng lãnh thiên thần mà cái cái tâm thức của họ là mà mang cái cái tâm thức cổ quát, mang mang cái tâm thức đại đồng thì uh, tất cả các cái nền tôn văn hóa tôn giáo đều có những cái thiên thần chư thiên và các vị thần trong nghệ thuật thơ ca và âm nhạc và chuyện dân gian đều đều có nhắc đến. Thì uh, chúng ta chúng ta sẽ đi từ từ vào bởi vì cái tinh linh của Phạm Ngã chúng ta đã có một cái bài chuyên về nó rồi cho nên hôm nay chúng ta sẽ đi sơ lược qua uh, qua chúng ta sẽ không đi sâu về những cái các cái các cái vị mà uh, những cái vị đại thiên thần rất là cao hay mà cũng như là những cái uh, mà chúng ta sẽ đi đi sơ lược qua các cái cấp độ tinh linh thiên nhiên cái đời sống của họ rồi sau đó chúng ta sẽ nói cụ thể hơn gần gũi hơn với những cái uh, những nói về những cái cái tinh thần mà 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 có lẽ là là gần gũi với chúng ta hơn cũng như chúng ta sẽ nói về cái việc mà uh, làm sao mà chúng ta có thể uh, có thể hợp hợp tác với họ một một cách uh, uh, tốt đẹp để và làm sao tức là làm sao có thể ứng dụng trong cái cái đời sống của chúng ta dạ bởi vì chúng ta sẽ chúng ta sẽ học cái việc mà ừ, nó đúng hơn là chúng ta sẽ ờ, xem xét cái cách mà họ ừ, chúng ta hiểu hiểu về cái việc mà họ đã phụng sự chúng ta nhiều như thế nào dạ các cái thiên thần đã phụng sự chúng ta nhiều như thế nào chúng ta tìm hiểu về những cái điều đó bởi vì em thấy là cái điều đó nó mang cái tính ứng dụng cao hơn cho nên là những cái phần này em cũng sẽ đi lướt thì chúng ta thấy là các cái vị thần trong truyền thống dân gian có rất là nhiều trong Hindu là có rất là nhiều những cái vị thần à, và thì cái phần này em cũng sẽ lướt lướt nhanh qua thôi rồi thì thì để mà chúng ta thấy là trong dân gian trong truyền thuyết trong các mọi tôn giáo đều có nói đến họ không phải là mà chúng ta không nhìn thấy họ là à, đó là do cái 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 thời đại khi mà cái 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 tư duy về duy vật cũng như là cái khoa học và thực chứng á khoa học tức là phải mắt thấy tai nghe rồi uh, chứ không phải ngày xưa là khoa học uh, không có tách biệt khỏi uh, triết học nọ thì thì là um, con người ta có thể um, cái 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 cảm thức về tâm linh của người ta uh, nó 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 gần gần gũi hơn còn bây giờ uh, nhưng mà càng ngày càng ngày thì cái cái khi mà càng ngày cái sự phát triển về cái mặt nhãn thông cũng như là À, cái sự nhạy cảm về tâm linh đó phát triển nhiều hơn thì con người sẽ à, sẽ, sẽ dần 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 những cái hiểu biết về cái giới thiên thần này sẽ được tiết lộ nhiều hơn thì ngay cả trong trong à, à, một số cái trong kinh thánh cũng có nói đến cũng như là trong các cái về do Thái giáo nè hay là kinh Cabala rồi cũng có nói đến những cái cấp bậc thiên thần thì các cái các cái nhóm thiên thần này em cũng không có có à, không có mà đi đi sâu mà chỉ đi lướt qua để chúng ta thấy là uh, họ họ đại diện cho thiên luật và là những cái vị truyền tải thiên ý và họ đã uh, đã từng là con người không nhất thiết phải ở trên cõi hồng trần mà có thể ở những cái bầu hình tinh vi tế hơn trên cõi cảm dục hoặc là trên cõi trí và thông qua dòng tiến hóa nhân lại họ đã phát triển trí thông tuệ và giờ đây họ phụng sự hữu thức cho thiên cơ đây là những cái cấp bậc thiên thần như là cấp bậc seraphim liên quan đến năng lượng bất ái của vũ trụ và với Đức Christ và họ hoạt động trong kế hoạch của Ngài là uh, thần trong nom ngay ngay vàng của Thượng Đế rồi Cherubim có liên quan đến thiên trí đến quyền năng tâm linh hộ vệ cho ánh sáng và các vì sao rồi Thrones liên quan đến thiên ý và biểu tượng cho sự công bằng và thẩm quyền của Thượng Đế rồi Dominion giám sát nền kinh tế của Thái Dương Hệ và là tác nhân của cung cầu thì thực ra là À, những cái này chúng ta nghe thì nó cũng sẽ hơi xa vời quá. Dạ nhưng mà nhưng mà thực ra là họ đều đều có tức à, là cả những cái vị thần trong các cái trong các truyền thống trong các tôn giáo thực ra là họ đều có thật hết. Dạ em cái điều đó là là cái mà em chỉ muốn nói như vậy thôi. Dạ mà mà chỉ là ở những cái ở những cái tên gọi khác nhau. Ừ. Rồi à, như như trên Phật giáo chúng ta có các vị chư thiên đó. Rồi ở đây là chúng ta sẽ tiếp cận ở với góc độ từ từ góc độ uh, thiên chúa giáo và cho thái giáo. Virtue là những cái vị mà liên quan đến nguyên lý vũ trụ và thiên luật, rồi Power là những vị liên quan đến luật luật nghiệp quả, rồi uh, bảo vệ cho lương tri của con người và cố gắng chuyển hóa cái ác thành cái tốt. Uh, principality là những cái vị thần bảo vệ hoặc giám sát các châu lục, chủng tộc, quốc gia, bộ lạc, thành phố, thị trấn rồi các cái tổng lãnh thiên thần hay là các đại liên thiên thần các angel là đại diện của bảy cung và là những vị đứng đầu bảy giới trong tự nhiên về các ngài là những cái tinh thần của các hành tinh thiên liên và uh, nhiệm vụ các ngài là suy ngẫm về mục đích uh, thiên liên hay là và hành động để nó được biểu hiện rồi đến cấp độ thứ chín là các thiên thần thuộc rất là nhiều nhóm khác nhau và có nhiều nhiệm vụ khác nhau mà chút nữa cái cái nhóm thứ chín này chúng ta sẽ đi sâu hơn bởi vì À, có thể là là họ sẽ là gần gũi và mang tính ứng dụng nhiều với chúng ta hơn. À, bây giờ chúng ta à, trước khi mà đi vào cái cái à, cái, cái 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 giới tinh linh à, tinh linh thiên nhiên á, tại vì tinh linh nhân tạo hay là tinh linh của phàm ngã thì là là chúng ta đã có một cái bài riêng về nó rồi thì chúng ta sẽ có một cái bức bức tranh lớn thì thực ra là À, chúng ta có thể nói là có đức, có à, có nhiều nguồn nói về cái à, nói về những cái bức tranh này thì chúng ta hãy xem như là tại vì đây là cái nguồn từ à, thông thiên học và và à, và cả sau này chúng ta cũng thấy một cái nguồn nữa từ, từ, từ cũng cũng lấy từ cái 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 sách của ông litvister và đây là một cái bài từ bài trình bày của cô Thống Đỗ thì là cho dù là trên thực tế chúng ta cũng chưa có thể uh, biết được cụ thể như thế nào nhưng mà hy vọng là với một cái này nó cũng sẽ cho chúng ta một cái 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 khái quát cái khái khái quát về uh, một cái một cái bức tranh của một cái sự sống tiến hóa thì chúng ta sẽ thấy là là có thể xem như là ở bên này là uh, cái cái đường tiến hóa của con người là cái đường màu vàng và cái đường tiến hóa của uh, thiên thần thì là nó nó sẽ có hai cái hai cái hai cái dòng đi lên ra từ nước và đất làm và đây là thực ra là đã là một cái mà đã rút gọn rồi còn chúng ta chút nữa chúng ta sẽ thấy một cái dòng mà nó đến đến sáu dòng nữa thì thì là chúng ta sẽ thấy là từ cái từ cái à, có hai đường tiến hóa là là con người và thiên thần thì nó 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 bắt nguồn chung từ một cái dòng sống chung do đó hai dòng tiến hóa mà thực ra là hai nửa của một dòng tiến hóa, tại vì nó đều từ cái dòng sống gián hạ là từ tinh hoa chất một tinh hoa chất hai tinh hoa chất ba rồi đến cái cái giới khoáng vật giới kim thạch rồi và bắt đầu từ đây thì nó lại lại phân ra hai dòng là cái dòng uh, Thảo mộc thú cầm và con người còn cái dòng bên kia là dòng uh, dòng tiến hóa thiên thần là nó đi qua nấm cỏ rong tảo rồi chim cá tôm ong kiến rồi các tinh linh thiên nhiên và tiến hóa thành thiên thần. Yeah. thì uh, thì các cái cái dòng tiến hóa bằng bên thiên thần này thì là dần dần họ sẽ phát triển những cái tinh linh thiên nhiên họ sẽ mang mang những cái mang cái thể cái thể của họ bằng những cái chất liệu dị thái có nghĩa là không phải là rắn đặc như là cái cái dòng phát triển của con người thì chúng ta sẽ đi nhanh qua cái dòng tinh linh thiên nhiên. Thì tinh linh thiên nhiên là những cái sinh vật sống trên trái đất cùng với con người mà uh, nó nó um, loài người thực ra là chỉ chiếm sống một cái chiếm một cái phần nhỏ trên mặt đất thôi, còn phần là, còn lại là rất đông đúc là những cái thực thể khác. Và những cái thực thể đó chẳng những ở trên mặt đất mà còn ở dưới biển cũng như trên không khí và những thực thể đó có cách thức và con đường tiến hóa song song khác biệt với con người. Thì uh, đây là một cái hình khác cho chúng ta thấy là À, hồi nãy chúng ta thấy là có hai cái dòng chính là từ nước và đất thì ở đây nó lại tách biệt riêng ra nữa là có những cái có những cái uh, giống như là uh, nước thì nó có tức là 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 rong biển nè rồi sang hô nè là dòng thứ hai nè rồi ở đây là dòng thứ nhất là những cái dạng dĩ thái nè những, những cái dạng dĩ thái là những cái dạng mà không phải là rắn đặc á uh, uh, rồi, rồi rồi rồng rồi trời trong cái dòng mà bà đất á, thì có một cái dòng là tiến hóa đi lên cái dòng tiến hóa nhân loại và nó từ nó từ đông rêu rồi rồi những cái cây có hoa rồi cái cây rồi đến những cái loài mà động vật có vú rồi những cái loài bò sát từ thời thời trước thời hồng hồng, hồng thủy rồi những cái loài động vật có có vú rồi những cái động vật mà được thuần hóa rồi đến con người, con người, con người uh, sơ khai, người tiến hóa, người đệ tử, rồi uh, những cái vị cao đồ, chân sư, chân vân vân vân, dạ. Yeah. thì thì còn trong khi này cái dòng để cái dòng màu đỏ này là tách biệt giữa dòng tiến hóa nhân loại. còn trong khi đó chúng ta thấy là dòng tiến hóa của thiên thần là gồm rất nhiều nhiều hơn cái dòng tiến hóa nhân loại của chúng ta rất là nhiều và tồn tại để ở mọi sự sống luôn từ cái uh, nấm rồi vi khuẩn côn trùng rồi đến chim rồi bên này là uh, ngũ cốc rồi ong kiến là dạ, rồi bên này là bởi bên này thì là cá này rồi bên này là dạ, đất giờ rồi cái bên này là các vị thần lùn cũng là từ đất thì thì theo chương CDK thì các vị thần đất các nom các vị thần lùn theo thời gian thì sẽ tiến hóa trở thành các vị thần nước là udin hay là các cái vị mà uh, giống như tiên cá vậy, rồi cuối cùng chuyển thành các vị thần ở cõi trung giới và và tiếp tục lên nữa là các vị thần của cái cái cõi uh, nhờ, chất lỏng của vũ trụ và các vị thần của chất lỏng vật lý theo thời gian sẽ tiến hóa thành các vị thần của không khí hay là các vị thiên tinh hay là không tinh và cuối cùng tìm đường thành chất khí vũ trụ và trở thành các vị thần của cõi trí. đại lại là, để lại là chúng ta sẽ thấy là uh, Uh, um, em sẽ không đi sâu vào cái cái phần này mọi người có thể uh, đọc đọc thêm nhưng mà đại loại là chúng ta sẽ thấy là um, cái các cái tinh linh thiên nhiên á thì nó sẽ tiến hóa dần 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 nó uh, từ từ cái từ trắng là lỏng rồi khí và nó uh, nó cũng theo từng từ cái cấp độ từng những cái cõi cõi riêng biệt và khi mà um, nó được biệt hóa hóa rồi thì nó sẽ tiến hóa lên thành cái giới giới thiên thần và uh, các cái tinh linh thiên nhiên á thì là nó sống trong đất trong nước trong không khí và trong lửa thì nó chỉ có một cái yếu tố thôi nó hoặc là đất nước lửa hoặc là khí uh, còn không khác với con người chúng ta con người chúng ta thì là tứ đại con người chúng ta thì có đủ tất cả giống như là cái cái đất là cái cái giống như là cái cái thể xác của mình vậy rồi cái cái mang uh, um, rồi cái mà mang khi mà chúng ta nói là à, mang tính khí nữa giống như là mang cái về tính trí tuệ của chúng ta vậy tức là cái con người thì gồm có nhiều nhiều yếu tố trong bản chất của chúng ta nhưng mà các cái tinh linh thiên nhiên thì chỉ thường là chỉ mang mang một một yếu tố à, đó là những cái tinh linh thường là những cái tinh linh cấp thấp và các cái tinh linh thiên nhiên thì tự đồng nhất mình với đất với hoa với cây với hồ sông mây hoặc lửa và đôi khi là các tinh linh thiên nhiên họ phú linh cho những hình hài này và nó rất là không thích những cái gì mà nó bị bị ô nhiễm và nó dạ um, uh, uh, yeah, thì um, các cái cái tinh linh thiên nhiên á là chúng ta có thể xem là có những cái thực thể mà có cái cái xác thân vĩ uh, thái tức là là uh, như là sau khi mà cái Trải qua cái giai đoạn khoáng vật và kim thạch là nó là có cái xác thân rõ ràng vật chất rồi đúng không? thì uh, nó sẽ tiến hóa nó lên thành cái cái những cái xác thân bằng cái chất chỉ thái và nó có thể cư trú trong đất đá và chúng di chuyển và xuyên thấu qua những cái chất đặc và đôi khi con người nhìn thấy được những cái sinh vật này trong rừng núi hang động hay quặng mỏ như là những cái chú lùn giữ giữ của nè uh, giữ uh, canh giữ ở đất ở đá rồi trong rừng nữa, trong cây gỗ nó cũng có. Thì thì ý em chỉ muốn nói là ở đây chúng ta thấy là cả những cái gì chúng ta đọc trong truyền thuyết hay là trong chuyện cổ tích này nọ thực ra đều đều có thật ra là có thật. Mà tại vì vì chúng ta chưa có phát triển cái nhãn quan dị thái để mà nhìn thấy mà thôi. Thì là trong điều kiện bình thường thì con người không thể nhìn thấy được xác thân bằng chất dị thái Nhưng mà có cho hai trường hợp là nhiều khi là họ sẽ, những cái sinh vật này họ tự hiện hình bằng cách thu hút những cái chất liệu vật chất và làm thành một chất lớp chất liệu đậm đặc bao quanh họ hoặc là thị giác con người tăng cái sự nhạy cảm và tiếp nhận được cái bước sống của cái chất dĩ thái thì thực ra là trong cái trong những cái thời đại sắp tới thì con người ngày ngày sẽ dần dần khi mà cái cái đất nâng cao rung động và con người sẽ phát triển cái cái nhãn quan dĩ thái này và sẽ dần dần cái 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 giới uh, giới deva những cái giới tinh linh này cũng sẽ hiện ra với con người con người sẽ à, sẽ sẽ thấy được nhiều hơn thì à, hồi nãy chúng ta sẽ thấy hai cái trong cái biểu đồ lớn đó nó có những cái dòng tiến hóa à, dòng tiến hóa à, một hai là dòng những cái dòng theo à, cái đường tiến hóa tinh linh dưới nước đó. thì là ngoài những cái loài xác thân dĩ thái đó còn có những cái loài thực vật như là loài trong biển rồi nó mới tiến lên sang hô bọt biển rồi từ những cái giống loài thực vật sự sống tiến đến những loài động vật dưới nước như là những cái loài động vật chân đầu nè các loài cá đến các loài thủy tinh thì nó lại lấy thành cái hình thể dị thái như là các cái loài thủy tinh như là water spirit ở đây như là như cái udin nè udin là những cái cái tiên cá đó, thì là uh, họ ở cái dạng dị thái rồi rồi uh, rồi ngoài cái cái bên ở trong nước thì có những cái thực thể trên mặt đất như là những cái tinh linh thiên nhiên theo đường phát triển thấp là những chú lùm À, sát thân chỉ bằng là chất dĩ thái mà thôi, rồi có những cái loại sát thân vật chất đậm đặc như là loài nấm nè, rồi vi trùng, à, rồi tiến thành côn trùng và loài bò sát và đến cả những cái loài chim đẹp đẽ nữa. Sau nhiều kiếp sống với hình thể loài chim, thì nó sẽ tiến vào thành các loài tiên tinh, tức là những cái fairy rất là xinh đẹp và vui tươi. Và thứ năm là những cái loài mà à, như là nó sẽ tiến hóa lên là từ cỏ đến ngũ cốc và thành kiến ong và đó sau đó thì nó sẽ tiến thành những cái thực thể gì khá nhỏ những tinh linh thiên linh tinh linh thiên nhiên nhỏ có hình thể tương tự như loài chim ruồi và bay quanh các cái loài hoa tức là nó không phải là chim ruồi nhưng mà cái cái hình thể của nó giống như cái cái loài chim ruồi nhỏ như vậy thôi và nó bay quanh các cái loài hoa và sự sống trong cái loài tinh thiên nhiên nhỏ nhất này sẽ làm uh, sinh động cho các loài tiên tinh xinh đẹp uh, sẽ tiến lên và 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 Uh, uh, tiếp nữa thì nó sẽ phát triển đến là các cái tinh linh lửa và hay là các cái salamander cả rồi nó lại uh, rồi, rồi rồi đến là các cái thiên tinh uh, và các thiên tinh là chỉ có cái cái xác thân ở cõi trung giới mà thôi và và rồi tiến đến nữa là những cái thiên thần ở trung giới hay là hay là thượng giới thì cái dòng sống chuyển chuyển từ cái loài này sang loại khác á, thường là nó sẽ có một cái nó không phải là nó riêng biệt mà nó sẽ có một cái khoảng trồng lấp ví dụ như là sự sống trong cây cổ thụ lâu năm khi mà vào cái loại thú vật thường thì nó sẽ không vào cái loại thú vật thấp kém như là côn trùng ruồi mũi dán mà nó sẽ tức là cái cây cổ thụ á, nó sẽ tiến hóa cái 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 cái, cái tiến hóa kế tiếp của nó sẽ không phải là là thành động vật ruồi mũi kiến dán mà nó sẽ tiến hóa thẳng luôn vào những cái loài có vú còn uh, sự sống của những con vật khôn ngoan nuôi trong nhà như là con chó, con mèo khi mà nó được biệt lập ngã tính đó, nó sẽ không cần phải đầu thai vào cái những cái người sơ khai hoang dã mà có thể là đi thẳng vào uh, thành 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 uh, thành con người uh, luôn. Dạ, tức là nó sẽ có một cái sự trồng chồng lấp trong những cái dòng tiến hóa như thế này. Ngoài ra chúng ta thấy là cũng có những cái tinh linh thiên nhiên kém tiến hóa nữa là những cái loài mà có hình thể xấu xí và và ừ, giống như là thích sống ở những cái nơi có mùi hôi ừ, họ ừ, rất là sợ đáng sợ đúng không ạ và còn có những cái loài mà nó ừ, đầy tham dục và tụ tập mà, nó giống như là những cái nơi mà ừ, người ta ừ, uống rượu say sưa hay gì đó thì là nó 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 rất là thích gần những cái những cái những cái, những cái người như vậy rồi ngoài ra chúng ta sẽ thấy là đến những cái tiên tinh thì uh, phần nhiều tiên tinh thì mang sắc thân thấp nhất là bằng chất dĩ thái có nghĩa là họ không có cái sắc thân đậm đặc như con người mà thấp nhất là bằng chất dĩ thái rồi và cái 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 hình dáng của họ tương tự như loại người nhưng mà nhỏ bé hơn và um, là họ có bàn bằng cái chất dĩ thái rất là mềm dẻo tại vì cái chất dĩ thái nó giống như là cái chất uh, uh, etheric nó no, nó no, nó no, nó no nó nó là giống như là điện từ từ trường và từ điện đúng không nó 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 uh, có dễ uống nắng cái, cái, theo tư tưởng uh, nó nó có thể xuất hiện với những hình dạng khác nhau mà thường thì họ sẽ giữ cái cái hình dạng riêng và các cái tiên tinh này họ cũng có những cái màu sắc riêng của từng loài nó giống như màu chim mà có những cái bộ lông khác nhau vậy và thế giới tiên tinh này cũng rất là đông đúc và được phân chia thành nhiều loại có trí thông minh phát triển ở mức độ khác nhau và nhiều loại tiên tinh này sống ở những phần khác nhau trên thế giới giống như là những cái tổ chức của con người vậy thì tiên tinh tuy là có cái trí khôn hơn là những cái loài thú vật thuộc dòng tiến hóa của con người nhưng mà thực ra tiên tinh thì vẫn chưa có cá nhân hóa và sự sống của tiên tinh vẫn vẫn là sống theo cái hồn khóm uh, như là như là động vật của con người tức là tiên tinh thì cao hơn động vật nhưng mà vẫn chưa chưa bằng như con người và thời gian sống của các cái các cái um, tinh linh thiên nhiên thì rất là khác nhau có loài rất, rất ngắn và có loài rất dài hơn đời người và um, họ cũng tái sinh trở lại nhưng mà cái tác động của luân hồi khác với dòng sống của loài người um, nó không có sự sinh ra từ lúc nhỏ rồi lớn lớn lên như là con người mà tinh linh khi mà xuất hiện thì là đã giống như là với độ lớn đầy đủ rồi và cái điều thú vị là tinh linh thiên nhiên là không cần có không có cái dấu hiệu mệt mỏi cần ngủ nghỉ mà cũng không có dấu hiệu già nuôi theo năm tháng mà khi cái thời hạn hết tức là họ cũng nó họ giống như kiểu là hóa sinh vậy đó cái dạng giống như là hóa sinh sinh ra là đầy đủ như vậy rồi và khi thời đến thì cái, cái kiếp sống của họ là năng lượng họ cạn kiệt và họ trở nên nhàm chán và cơ thể của họ họ mỏng dần mà thôi thế chứ như là họ họ vì vì cái dòng nước có thiên thần là cái việc kiến tạo vật chất mà cho nên họ 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 giống như là năng lượng và vật chất vậy thôi và khi mà tinh linh rời bỏ cái vùng dị thái trở về cõi trung giới sống một thời gian uh, với những cái thiên tinh thì thiên tinh là cái giai đoạn tiến hóa kế tiếp của tinh linh và sau đó nó trở về cái cái hồn khóm và cái việc sống và chết của các cái tinh linh thiên nhiên thì đơn giản hơn ở loài người tinh linh thiên nhiên thì không có chuyện không có phải đau khổ do già chết không có bệnh tật không có tranh đấu phải để sống còn gì hết mà tinh linh thiên nhiên cũng không có giống đực hay giống cái mà chúng sống vui vẻ trong tình bạn à, nên nó không có giống đực hay giống cái nó không có uh, nó nào cũng vui vẻ đa số là họ rất là vui vẻ và đôi khi cũng có nổi giận nhưng mà cái cơn giận dữ sẽ tan biến và nhanh chóng trở lại tính vui vẻ và hồn nhiên à. về ăn uống thì họ không có cái cái xác thân trọng trượt như mình cho nên là hầu như là không cần ăn uống và luôn có cuộc sống vui tươi tại vì những cái phần tử dị thái trong người khi hết sinh lực thì lại thay vào bằng những cái chất dị thái mới bằng ánh sáng à, mặt trời là rồi dù không cần ăn uống nhưng mà tinh linh thiên nhiên rất là thích thú khi gần những loài hoa để thưởng thức những hương thơm. À, trừ những cái loại tinh linh như hạ đẳng mà như chúng ta thấy là những cái loại mà à, kém tiến hóa thôi, giống như con người thích đồ ăn thơm ngon vậy á thì tinh thiên nhiên rất là thích gần những cái loài hoa để thưởng thức hương thơm. Cho đó là tinh linh thiên nhiên rất là thích gần những cái nơi à, thiên nhiên và, và, và cái 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 thể di thái là cái các thể của cái, cái cái tinh linh thiên nhiên này nhớ nếu như cái đám sương mù vậy nó không có tim phổi gan ruột gì hết không có cái cơ quan trọng trường nên nó không bị tách rời đổ thương cũng không có bị nóng lạnh hay đau đớn gì cả yeah. và cái cái đời sống của họ họ có khả năng biến đổi hình thể một tinh thiên nhiên có cái thể dị thái ví dụ như có thể bao cao 30 cm thôi nhưng mà có thể vươn lên cao đến khoảng 1,8m bằng con người. Nhưng mà tuy nhiên để mà làm vậy thì nó cần phải có sự cố gắng tập trung tư tưởng và nó chỉ duy trì độ lớn được trong vài phút mà thôi. Nếu mà nó không chú ý thì tư tưởng không còn tập trung thì cơ thể lập tức nó thu nhỏ lại như cũ. Và chất liệu dị thái dễ bị uốn nắn bởi tư tưởng nhưng chất liệu trung giới thay đổi còn nhanh hơn. Và chất liệu thể trí thì thay đổi ngay tức khắc theo thứ tự tư tưởng à, như vậy thì tinh linh thiên nhiên khi mà nó bị ngã hóa thì là nó sẽ phát triển thành một thiên thần những cái loài tinh linh thiên nhiên cấp cao thì cái cái việc mà à, khi mà họ nó nó gần cá nhân hóa thì nó sẽ thành thiên thần và nó có trí khôn hơn loài thú vật gần gũi với loài người à, thì cái làm sao để mà tinh tinh linh thiên nhiên tiến hóa để mà nó bị ngã hóa thì nó là do cái sự mà gần gũi làm việc với các vị thiên thần và vân thiên thần cấp cao hơn và vân theo mệnh lệnh của các ngài cũng giống như là thú vật gần gũi với loài người vậy và học tập khi mà nó học tập làm những công việc mà cái thiên thần giao phó thì nó nó sẽ à, tiến hóa nó sẽ bị ngã hóa để mà nó trở thành một thiên thần như vậy cái cái phát triển thông thường của tinh linh thiên nhiên đó là họ đạt được cái cá nhân hóa do cái việc gần gũi và có tình cảm với một thiên thần tuy nhiên cũng có những cái trường hợp mà phát triển bất thường là một cái số ít đó là khi mà cái tinh linh thiên nhiên nó có cảm tình đặc biệt với một người nào đó chẳng hạn thì khi tình yêu thương đó đeo níu quá mạnh thì nó sẽ cũng tạo ra cái biệt lập ngã tính và nó tách rời khỏi loài tinh linh thiên nhiên và nó gia nhập vào cái cái con đường tiến hóa của nhân loại cho nên chúng ta sẽ thấy là cái cái hai cái 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 dòng tiến hóa song song này đôi khi nó có những cái giao điểm giao như vậy không cần là phải ở ở cái giai đoạn à, à, hội nhập cuối cùng nữa mà nó vẫn trên trên cái con đường lâu lâu nó cũng có những cái gì nhưng mà đó là cái sự phát triển bất thường và cái linh hồn mới phát triển sẽ đầu thai thành con người thay vì thành một thiên thần nhưng mà vì không quen với nếp sống của con người thì nó thường bướng bỉnh và không có ý thức trách nhiệm à, tuy nhiên ở một cái số tài liệu khác em đọc thì là À, một số người mà mà giống như là họ mà họ cảm có cái cái sự kết nối với cái, cái với các cái với các cái tiên nữ rồi đó, với cái, tức là cái, với các cái thần tiên rồi rất là nhiều đó, thì có khi một cái cái kiếp uh, hình như à đúng rồi của anh anh wonderful thì có thể là một cái kiếp uh, tức là những cái kiếp sống trước đó của họ là 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 là, 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 là fairy là là tiên tức là họ rất là luôn đó, vui vẻ rồi uh, <laughs> cuộc sống như là rất là enjoy cuộc sống rất là vô tư hồn nhiên vậy nhưng mà tuy nhiên là trường hợp này rất 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 hiếm đa phần là cái dòng tiến hóa của thiên thần là à, à, là họ sẽ sẽ bị ngã hóa để trở thành thiên thần chứ không phải là đi theo cái cái con đường tiến hóa của loài người nhưng mà ví dụ như là cái câu chuyện mà nàng tiên cá đó thì, thì 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 đó cũng có có thể được xem như là ví dụ như nàng tiên cá đi nếu từ nàng tiên cá mà yêu một con người như vậy thì có rất nhiều khả năng là uh, ví dụ như uh, khi họ uh, này khi mà nàng tiên cá đã hy sinh như vậy thì cái, chính cái sự hy sinh và tình yêu thương của nàng tiên cá như vậy thì đã uh, uh, đã giúp cho nàng tiên cá đó biệt ngã hóa và 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 trở thành uh, một con người trong trong tương lai rất là nhiều khả năng như vậy và anh phu lần trong cái cuốn sách mà à, em đã không đưa trong cái 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 này tại vì à, lấy lấy một phần của anh tức là ảnh anh phu lần là một 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 tác giả của cái cuốn sách uh, Evolution of the Spirit nhưng mà anh cũng là học viên đã tốt nghiệp Moria Federation thì ảnh có có nói là cái câu chuyện như câu chuyện của nàng tiên cá đó thì thực ra là uh, không không có hoàn toàn là, uh, là hư cấu mà hoàn toàn nó có thể xảy ra trong đời thực <laughs> uh, tức là cái việc mà 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 một một một, một cái một cái sinh mệnh từ cái dòng tiến hóa thiên thần có thể chuyển sang cái dòng uh, tiến hóa nhân loại chứ chứ không nhất thiết là phải đến đến uh, cuối cùng như vậy nha yeah. rồi tinh linh thiên nhiên có thể thích bạn với con người và giúp con người làm vài việc trong khả năng của nó và chúng rất là thích gần gũi với trẻ em bởi vì có lẽ trẻ em thì hồn nhiên và và um, chưa có những cái cái tư tưởng xấu và um, tinh linh thiên nhiên cũng thường vây quanh những cái vị tu sĩ thánh thiện bởi vì các cái vị này tỏa ra những cái dòng rung động nhẹ nhàng mà chúng thích bởi vì chúng ta thấy là uh, tất cả đều là năng lượng và rung động và, và um, họ họ uh, các cái tinh linh thiên nhiên thì là họ cảm nhận được những những cái năng lượng và những cái rung động. ờ uh, đó là à, nãy giờ là về cái phần tinh linh thiên nhiên nhưng mà có lẽ là bây giờ đến cái phần mà mà nó sẽ mang cái tính ứng dụng với chúng ta nhiều hơn đó là chúng ta sẽ hiểu được cái việc mà cái à, giới thiên thần tức là thiên thần là deva là em đang muốn nói là một cấp bộ cao hơn tinh linh thiên nhiên nữa rồi nhưng mà cùng tức là tinh linh thiên nhiên là trong cái dòng tiến hóa thiên thần nhưng mà giới thiên thần cái là Angel Kingdom thì là là chúng ta đang muốn nói đến một cái một cái cấp độ cao cao hơn ờ, mà chúng ta um, cần hợp tác hoặc là cần tuân thủ với họ. thì cái việc mà họ đã phụng sự cho con người như thế nào thì để mà để chúng ta thấy được là um, họ đã giúp đỡ chúng ta rất là nhiều và chúng ta gần như là chúng ta uh, cái cái sự sống của con người gần như là uh, không không thể mà mà tồn tại nếu mà không có cái cái dòng tiến hóa thiên thần này, không có cái sự phụng sự của họ. Họ đã phụng sự cho chúng ta rất là nhiều á và thực sự là khi mà khi mà đọc và khi mà tìm hiểu về dòng tiến hóa thiên thần, về những cái gì mà họ đã phụng sự cho chúng ta thì thì hy vọng là các bạn cũng giống như em mà mọi người cũng sẽ giống như em là chúng ta sẽ cảm thấy cái cái trách nhiệm của mình hơn trong cái việc mà trân trọng và yêu quý và gìn giữ thiên nhiên, bởi vì thiên nhiên chính là chính là à, biểu hiện của những cái dòng tiếng nói thiên thần và chính chúng ta cũng vậy cái, cái, những cái phần của chúng ta cũng vậy chính à, để chúng ta mà thanh luyện bản thân cũng như là bảo vệ thiên nhiên đó là chúng ta đang đang giúp cho à, cho giới thiên thần thì thiên thần đã phụng sự con người qua những cái gì họ cung cấp thức ăn cho con người và động vật dưới dạng rau và trái cây nếu mà không muốn giúp đỡ người đó rồi họ cung cấp những cái thức ăn dĩ thái, cảm dục và trí tuệ Thức ăn vật chất dĩ thái chính là Prana Họ truyền từ mặt trời hoặc từ trái đất sang con người Còn cái thức ăn cho cảm xúc chính là à, Tình yêu, khát vọng, lòng nhân ái, sự dũng cảm Và thức ăn tinh thần chính là nguồn cảm hứng, ấn tượng, ý tưởng, suy nghĩ và khám phá mới Như vậy, mọi người có thấy không ạ? À? Thực ra là tất cả mọi thứ Tức là cái, 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 cái Tất cả mọi thứ mà chúng ta nghĩ ngay cả cảm xúc của chúng ta cũng làm từ cái chất liệu thiên, thiên, thần và nhiều khi là chúng ta đang được truyền những cái cảm hứng đó là từ những cái thiên thần những cái cảm xúc mà chúng ta có được những cảm xúc cao quý hay gì đó còn nếu mà chúng ta thanh luyện bản thân là chúng ta đang thanh luyện cái cái phần thiên, cái phần neva hay là cái phần tinh linh ở bên trong mình cho nên là nó 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 chính là mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta luôn á rồi các thiên thần giúp đỡ một số người trong những hoàn cảnh cực kỳ nguy kịch Cứu họ khỏi chết đuối hỏa hoạn động vật động đất và à, bão rồi họ dẫn dắt mọi người vào con đường đúng đắn họ lãnh đạo đội quân nếu mà một cái đội quân chiến đấu vì chính nghĩa họ truyền cảm hứng cho các nhạc sĩ bằng những giai điệu bài hát và những bản giao hưởng mới một số nhạc sĩ thậm chí còn có thể nghe được âm nhạc của các thiên thần và ghi lại nó họ truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ và truyền đạt những ý tưởng mới và giúp họ nhìn thấy những màu sắc mới tại sao chúng ta thấy là các nghệ sĩ hay làm việc với màu sắc và âm thanh và các thiên thần ngôn ngữ đó chính là ngôn ngữ của họ mà cho nên là nên là uh... những cái những cái cảm hứng của những cái nghệ sĩ là do những những cái uh... đã đã được truyền đạt từ những cái thiên thần rồi thậm chí là họ cũng truyền cảm hứng cho những nhà khoa học bằng những cái định luật và khám uh... quan tức là khám phá ra những cái định luật hay là khám phá mới thông qua cái trực giác và ấn tượng tức là thông qua những cái những cái chất liệu uh, những cái ấn tượng từ 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 cõi trí những cái rung động những cái năng lượng tác động vào vào cõi trí và họ khơi dậy trong con người những đức hạnh vẻ đẹp sự tốt lành sự công bình niềm vui sự tự do sự trong sạch và trang trọng do đó một số cái một số chỉ như là nếu mà một số các bạn có biết là những cái trường mình thấy có như là trường UCM chẳng hạn làm họ dạy về những cái biểu tượng và những giấc mơ và, và và các thiên thần là đều mỗi cái thiên thần là biểu hiện cho một cái đức hạnh là hoàn toàn là là đúng là như vậy luôn á tức là có những cái thiên thần đại diện cho tức là những cái rung động nó tương ứng với những cái đức hạnh và khi mà chúng ta nâng cao cái rung động mình lên để mà chúng ta hoặc chúng ta uh, rèn luyện những cái đức hạnh nào đó là chúng ta đang đang uh, có thể kêu gọi những cái thiên thần để mà hỗ trợ chúng ta thực tập những cái thức đức hạnh đó, rồi họ chủ trì các quốc gia tiểu bang thị trấn làng mạc hồi nãy chúng ta khi mà chúng ta nói về các cái các chính cấp bậc thiên thần đó, thì như là cái cái vị thiên thần cái cấp bậc mà gọi là principality đó là là cũng là cái cấp bậc mà chủ trì những cái quốc gia vậy, rồi họ họ bảo vệ tức là tức là chúng ta sẽ thấy là giống như là thiên thần là phụng sự con người á quá sức là biết ơn họ luôn đúng không ạ? À? Tức là ở mỗi một cái cái làng mạc đều có những cái vị thần uh, cai quệ giống như là bảo vệ đó. Rồi họ phủ bấm, tức là họ phú linh cho núi, hồ, sông, suối, đại dương và rừng rậm. Như vậy là thực ra là chúng ta không hồi hề nào cô đơn hết. Chúng ta không bao giờ cô đơn. Chúng ta cứ ra thiên nhiên là thực ra là là chúng ta được chữa lành, chúng ta được uh, được um, được chở che, được bảo vệ. Um, tuy nhiên nên nếu chúng ta cũng phải giữ chúng ta đừng có đừng có đừng có hủy diệt thiên nhiên thì thì chúng ta mới được bảo vệ còn nếu không thì là uh, chúng ta cũng thấy là giống như là rừng thiên nước độc á uh, ở những cái, cái cái có những cái nơi mà mà những cái tinh thần những cái tinh thần thiên nhiên mà họ 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 sẽ uh, một là họ không hiểu về con người có khi là sẽ có những cái ác cảm với con người nữa đúng không rồi cái thiên thần còn chữa lành những cái uh, chữa lành cho con người một cách trực tiếp và gián tiếp, Chúng chỉ chữa lành vết thương mà thậm chí chữa lành bệnh nữa. họ càng họ thậm chí còn điều chỉnh cho các cái uh, các cái luân xa, các cái tuyến có hệ thần kinh để tạo ra sự hài hòa và sức khỏe. giống như mình nói rồi đó, cái cái tay của mình, cái cơ thể của mình nó tự động nó chữa lành đúng không ạ? mình đâu có làm gì đâu, cái sự tí trí thông minh của cơ thể mình đó, thì là thực ra là những cái những cái vị thiên thần hoặc là những cái tinh linh đã đã giúp uh, chữ lành chúng ta rồi họ giao tiếp trong giấc mơ và đưa những người xứng đáng vào những cái cuộc gặp gỡ trong nội tâm hoặc đến những nơi linh thiêng khác nhau hoặc những cái đạo viện cao hơn trên cõi nội giới. Và một số thiên thần tiếp thêm năng lượng và phụ trách những nơi thờ cúng thêm linh thiên linh thiêng những đạo tràng khai sáng tâm trí mọi người và tỏa ra những cái năng lượng của tình yêu để đoàn kết họ thành một cái tổng thể sống động. Họ cũng bảo vệ đạo viện khỏi các cuộc tấn công của hắc đạo. Và đây là một cái một cái hình ảnh À, Tất nhiên là một cái hình vẽ mà người ta uh, ghi lại thôi đó là tại vì từ cái vị mà uh, cái ông uh, George Hudson ông có cái nhãn quan để mà ông nhìn thấy được và trong cái cuốn sách của ông và người ta trích lại thì là ba loại thiên thần khác nhau tham gia vào cái, cái 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 sứ mệnh mà chữa lành thì thường là họ sẽ họ sẽ hướng các nguồn năng lượng thanh lọc và thông qua hào quang vào và thông qua hào quang của người bị bệnh để mà phân tán để làm xua đi những cái tắc nghẽn trong các cơ quan tức là trong các thể vi tế và cảm xúc đặc biệt là làm loại bỏ đi những cái chất độc hại. Sau đó họ điều chỉnh lại cái tần số rung động của bệnh nhân và cố gắng khôi phục cái vòng dòng chảy hài hòa và nhịp nhàng của các sinh lực bên trong xuyên suốt các cái thể tức là không chỉ có cái thể vật vật chất mà cái thể tình cảm và cái thể thể trí tuệ nữa và các cái thể tinh anh khác nữa và cuối cùng họ sử dụng uh, cái thần lực của họ tức là họ truyền cái năng lượng cái cái sinh lực cho bệnh nhân. Rồi. Vậy thì bây giờ đến những cái phần cái phần mà nó mang tính ứng dụng đó là sao? Chúng ta thấy là thiền là một cái cách rất là tham thiền và thiên thần tại sao chúng ta nói tham thiền ở đây? Tại vì tham thiền là một cái cách rất là an toàn để mà thu hút sự chú ý của các thiên thần. Tại vì thay, thay vì có những cái cách mà người ta À, thuốc bằng những cái mantra hay bằng những cái gì đó thì à, cái việc mà chúng ta tĩnh lặng mà chúng ta mang lại một cái sự bình yên cho cơ thể cảm xúc và tâm trí và chúng ta làm cho nó hài hòa tăng cường sức sống và cái cái việc thiền này à, nó nâng cao tâm thức và nó làm cho chúng ta nhạy cảm hơn với những cái ấn tượng từ thiên thần cao cả và trong cái quá trình thiền định thì những cái suy nghĩ những ý tưởng những tầm nhìn cao hơn được thu hút đến hào quang của con người và những cái dòng suy nghĩ cao hơn như vậy nó sẽ tạo ra những cái màu sắc và những cái phát xạ đẹp đẽ trong hào quang và cất gửi tín hiệu mời gọi đến các thiên thần và khi mà chúng ta tham thiền ở một cách sâu sắc á thì cái tâm thức của chúng ta sẽ bước vào một cái trạng thái mà nó nó rút ngắn cái khoảng cách giữa cái giữa cái giới à, giữa hai giới và con người chúng ta sẽ thấy mình ở một cái cái nguồn hạnh phúc tràn ngập những cái dòng năng lượng và những cái ý tưởng cao cả đây là cái cách mà nó thiết lập cái sự tiếp xúc hữu thức giữa con người và thiên thần và cách cả hai có thể giúp đỡ lẫn nhau trong cái quá trình tiến hóa. Và cái dấu hiệu về sự hiện diện của thiên thần thì chúng ta có thể thấy là làm sao để chúng ta biết có cái sự hiện diện của thiên thần là khi mà chúng ta thấy có một cái sự thinh lặng, một cái sự tĩnh lặng ở bên trong chính chúng ta hoặc là cái cảm giác vui vẻ, cái cảm giác mở rộng, cái cảm giác đồng nhất với tất cả là cái cảm giác biết ơn sâu sắc cảm giác được tha thứ cảm giác bình yên hoặc tự nhiên chúng ta có những cái dòng ý tưởng sáng tạo hoặc chúng ta có những cái liên hệ sâu xa hơn với những nguồn ý tưởng tuyệt vời hoặc là cái cảm giác dũng cảm táo bạo và phấn đấu hoặc là cái cảm giác vị tha hoặc là cái cảm giác được bảo vệ đây là một cái số dấu hiệu cho thấy là các thiên thần đang ở xung quanh chúng ta và sự hiện diện của họ mang lại cho chúng ta cái cảm giác may mắn cái cảm giác trù phú dồi dào trong nội tâm và mãn nguyện ở bên trong À, chúng ta không cần phải nhìn thấy họ Giống như chúng ta không nhìn Cái dòng điện, nước xạ hay mùi hương Nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận được Thì thiên thần thích gì và không thích gì Thiên thần không thích những cái môi trường Bị ô nhiễm và ồn ào Và thiên thần yêu thích những cái nơi thoáng khí à, Thiên nhiên Và thiên thần thích gần những cái người Có trái tim trong sáng và thuần khí Thiên thần yêu thích sự điềm tĩnh Thanh thản, dịu dàng, đỉnh đạt Trang trọng và duyên dáng bất cứ khi nào mà họ nhìn thấy những phẩm chất như vậy ở một ai đó thì họ sẽ bị thu hút bởi người đó và sẽ truyền cho người đó niềm vui, phước lành và sự bảo vệ của họ. Và thiên thần ảnh hưởng đến mọi người thông qua sự hiện diện của các ngài và ảnh hưởng vô hình của họ lan tỏa như hương thơm và năng lượng tâm linh, năng lực tâm linh cũng được truyền bởi các thiên thần. Và khi một người được nạp cái năng lượng tâm linh thì anh ta sẽ trở thành một cái nguồn năng lượng của sáng tạo chữa lành và khai sáng. Và cái thiên thần đặc biệt hoạt động vào những cái thời điểm trăng tròn, nhất là vào thời điểm trăng tròn của Bạch Dương, Kim Ngưu và Song Tử. Cao điểm nhất trong ba lần trăng tròn này là lễ hội phê sát. Khi đó, thánh đoàn thiên thần hợp tác với thánh đoàn nhân loại, tức là hai cái thánh đoàn hợp tác với nhau và hàng ngàn thiên thần được phái đến nhiều nơi khác nhau trên trái đất để mà truyền năng lượng của vê sát nhằm nâng cao nhân loại vậy chúng ta biết vào vào lúc lễ hội sát là à, à, Đức Phật và Đức Christ như là à, những cái đấng ở trung gian để mà à, truyền dẫn năng lượng từ Sambala và à, và và từ và từ thánh đoàn được truyền dẫn từ các ngài rồi đến đến với nhân loại của chúng ta rất là nhiều và rồi à, các thiên thần được kêu gọi tiếp cận nhân loại thì đây là một cái cái những cái slide mà em đã lấy từ cái slide cũ từ trong cái bài về uh, sự tái lâm của Đức Christ thì chúng ta biết là uh, công việc của Đức Christ lại khánh thành kỷ nguyên mới thì uh, kỷ nguyên bảo bình thì ngài sẽ mang theo sự tái lâm của ngài sẽ đi cùng cùng với một số các đại thiên thần cũng như một số các chân sư thì một lần nữa các thiên thần sẽ đi vào cuộc sống con người và với nhiều quyền lực hơn và lời hiệu triệu đã được kêu gọi để họ tiếp cận với loài người với sự rung động tăng lên và kiến thức cao hơn của họ và à, kết hợp với các đệ tử tức là đệ tử Đức Rai và con con người đệ tử à, tức là hai cái hai cái dòng tiến hóa thiên thần và nhân loại sẽ được kết hợp với nhau và cái slide này em cũng đã à, đã có chia sẻ trong cái bài bài trước rồi nên em cũng chỉ đi ngắn qua thôi thì là các thiên thần ở những cái cấp độ cao họ có rất là nhiều thứ để mà truyền đạt về màu sắc và âm thanh và tác động của hai lực này trên hệ dị thái của 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 con người động vật và hoa và uh, khi mà khi mà con người mình học được những cái gì họ truyền đạt thì các bệnh về thể xác và sự đau yếu sẽ được hóa giải họ cũng sẽ dạy cho con người phát triển những cái nhãn quan của dị thái bằng cách nâng động uh, nâng cao rung động của con người rồi à, chỉ dẫn về những cái tác dụng của màu sắc à, âm thanh trong cái ánh sáng trong cái việc chữa lành rồi à, những cái kiến thức về siêu vật lý để mà chuyển hóa trọng lượng và chuyển động sẽ trở nên nhanh hơn à, rồi à, việc kiểm soát những cái phân cảnh dị thái sẽ giúp con người vượt qua sự mệt mỏi và năng lực siêu việt thời gian và khi mà con người tập trung vào cái sự chú ý vào thể dục thái thì cái công việc và sức khỏe của thể xác sẽ trở nên ngày càng tự động hơn và con người sẽ có được cái sức khỏe cũng như là cái cái sự uh, bền bỉ nhiều hơn nữa và việc con người hợp tác với thiên thần mặc dù là đó là những cái sự hứa hẹn của trong tương lai nhưng mà hiện nay đã trên thực tế đã có diễn ra đó là ở cùng cái cộng đồng mà nếu mà ở Việt Nam chúng ta đã có cái xuất bản cái cuốn sách câu chuyện khu vườn Phinhon đó là một cái bằng chứng sống, bằng chứng sống thực tế về cái về 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 cái cái sự hợp tác giữa uh, giữa giữa nhân loại con người và giới thiên thần, tức là giới thiên thần trong cái việc mà uh, trồng uh, mà và các bạn thấy là cái khu vườn Phinhon này là uh, nhờ cái cái sự hợp tác giữa những cái cái người sáng lập cái khu vườn đó và cộng đồng những con người ở đó họ đã tạo ra những cái tại vì các cái thiên thần kiến tạo mà tức là những cái quắp cải mà nặng từ gần tới uh, nó gọi là 40 pound là gần tới cái cả 10 ký hai mươi mấy ký dạ dạ rồi uh, những cái cái rồi đó cũng làm cái nơi mà chữa lành nữa và theo như chú Philip Lindsay tại vì cái cái nguồn này từ chú Philip Lindsay thì cũng không biết là chú đọc từ đâu hay là làm sao mà chú biết được thì chú nói là đây là à, đây là một thử nghiệm được giám sát bởi các chân sư và thể hiện đời sống hợp tác giữa con người và thiên thần thì hoàn toàn là hợp lý thôi ạ à. và mọi người có thể đọc thêm về có cuốn sách câu chuyện khu vườn phiên hoa đã dịch được ra tiếng Việt và ngoài ra ở Mỹ thì có một cái cộng đồng tương tự là Perelandra vậy thì cái cái slide cuối cùng để em là à là à, cũng hết giờ tức là chúng ta thấy là chúng ta đã thấy là con thiên thần đã phụng sự đã làm rất là nhiều cho chúng ta vậy thì con người có thể giúp gì được cho thiên thần thực ra là chúng ta có thể trợ giúp cho thiên thần và đây là bằng bằng cái cách gì thiên thần tự nuôi dưỡng chính mình từ những yếu tố mà con người cung cấp và con người có thể giúp đỡ thiên thần bằng cách cung cấp cho họ những yếu tố nuôi dưỡng như sau, bởi vì tức là cả những cái các cái thể của chúng ta, các thể thấp của chúng ta được cấu tạo là từ những cái từ là những cái tinh linh đó là những cái chất liệu, những cái của những cái dòng à, dòng tiến hóa của Deva, cho nên là từ những cái thần chất từ những cái Deva substance do đó thứ nhất là chúng ta có thể trợ giúp bằng cung cấp là từ những cái suy nghĩ nè, những cái suy nghĩ được thể hiện trong âm nhạc, hội họa, thơ ca, những điệu múa, ca hát hoặc thiền định và à, cái giới thiên thần họ rất là thích thú với cái sự phát tỏa trong cái những cái buổi tham thiền cá nhân hoặc tập thể nè và những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng cao cả là thức ăn chính của họ là nó nâng cao cái rung động của họ, nó làm cho họ rất là thích và những cái niềm niềm vui, tình yêu và những phát tỏa của cảm giác tự do đó là khi mà chúng ta vui khi mà chúng ta yêu thương khi mà chúng ta có cái cảm giác tự do là chúng ta cũng đang giúp cho các thiên thần đó là những cái gì đó là năng lượng mà chúng ta đang phát ra những cái năng lượng mà nó mang cái tính nuôi dưỡng nó mang cái tính chữa lành nó mang cái tính rung động cao và bất kỳ những cái lao động tận tụy hy sinh anh hùng nào là cũng cũng trợ giúp cho thiên thần bởi vì cái trong cái lao động đó thì con người toát ra những yếu tố nhất định nuôi dưỡng họ thiên thần sống theo luật công chính và lòng biết ơn bất cứ những thứ gì họ nhận được thì họ đều tặng những món quà tương đương cho con người với nhiều những hình thức khác nhau à, như vậy tóm lại à, khi mà chúng ta tham thiền khi mà chúng ta thanh luyện khi mà chúng ta tu tập là chúng ta cũng đang góp phần à, và khi chúng ta bảo vệ thiên nhiên chúng ta gìn giữ thiên nhiên không có phá hoại à, những cái công trình của họ tức là tức là tất cả những cái bông hoa cây cối đều là chúng ta thấy là đều là những cái công trình của những tinh linh và những cái thiên thần à, à, tinh linh trợ giúp cho các cái thiên thần cấp cao thì đều đều, đều đều tất cả mọi sự sống xung quanh chúng ta đều có liên quan đến đến có cái bàn tay đều có cái sự trợ giúp của họ cho nên khi hiểu chúng vậy thì chúng ta hãy tu tập chúng ta thanh luyện và chúng ta bảo vệ mọi sự sống xung quanh chúng ta đó là chúng ta đang trợ giúp cho cho các thiên thần ạ à. <laughs> dạ à, xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều và dạ à, cái cái bài này em, em em cũng biết là nó hôm nay nó hơi <laughs> tại vì em em cũng hơi um dạ không nói cũng laptop và bản thân em cũng thấy nó cũng còn nhiều lộn xộn á, dạ thì uh, mong là mọi người mong là mọi người cũng <laughs> dạ dạ em em xin hết rồi, à. cái cái bài cũng dài quá mà mà dạ em cảm ơn mọi người thực ra em em nói em nói chuyện cũng laptop và khi mà giống như là khi mà tìm hiểu cái này thì cũng thấy bị rối não á nhất là những cái đoạn mà mang tính rất là kỹ thuật á. Dạ, những cái định luật, những cái Dạ. Cảm ơn chị ạ. Dạ. Thực ra thì, Ê, uh, thì... dạ. Để nói lắp <laughs> dạ. dạ. Dạ cảm ơn cả nhà đã đã kiên nhẫn đến bây giờ. Dạ. Dạ. Mọi người có thể bật cam, bật mic mình nói cảm ơn chị Dương ạ, cổ vũ tinh thần chị Dương một chút. Cảm ơn chị Dương. À, cảm ơn, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn chị cả Dạ. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn chị Dương nhiều. Cảm ơn. Cảm tất cả nhà. Dạ, dạ. Em, 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 thấy cái cái đề tài này em em nói tại vì lúc sau em cũng hơi bị đuối nên là nó. Thì là em bị nói lấp nữa có nhiều chỗ em Tại vì mấy mấy hôm nay là giống như là tức à, khuya dậy sớm để để làm cho nó kịp á mà đọc nhiều á rồi, rồi đọc rồi xong rồi cái hồi tổng hợp lại thấy nó rối não quá không biết nên là nó em nói hơi 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 bị à... Dạ, dạ thôi em không nói nữa. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều á. Chị giờ không nói thì để em nói ạ thực ra thì cái chủ đề này nó rất là khó mà bọn em học ở trong trường cái tài liệu nó rất nhiều và cũng nhiều nguồn và hơn nữa là ngay cả chú Kiệt cũng nói rằng là cái 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 đề tài này đến sách của chân sư hiện nay cũng chưa đầy đủ bởi vì là cũng có nhiều cái mà chân sư cũng chưa chưa tức là cái trình độ của mình và những cái 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 cái, cái quan tâm của mình ý cũng chưa đủ để mà có thể đưa ra được những cái giáo lý đấy nó rốt ráo hơn. Những cái tài liệu này thì ngay cả ở trong uh, hội thông tin học tức là cái cái phần trước ấy cũng rất là ít và nhiều cái để mà mình phải suy ngẫm thêm nữa thế cho nên là uh, em cũng em cũng học và em cũng đọc những cái chủ đề này và em cũng có một cái cảm giác y hệt như chị Dương ấy, là nó rất là dối <laughs> thế nhưng mà hôm nay nghe bài chị tổng hợp lại thì em cũng có hiểu thêm được nhiều thứ tại vì bản chất là cái việc học của mình nó nó cứ từng bước một ý cái bước đầu tiên nó thô sơ để mình hình dung ra cái uh, chung nhất thôi sau đó sẽ có thêm nhiều cái chi tiết và mình cứ tiếp tục tiếp tục bồi đắp vào đấy thì chị Dương vẫn uh, uh, trong cái trong cái việc học của chúng ta ở đây là chúng ta cũng đang là những người đi học cả và cái việc mình chia sẻ uh, đầu tiên là để cho chính người chia sẻ có thể quan tâm đến đề tài, có thể đọc đề tài, có thể tổng hợp lại và mở mang cho chính mình đã. Còn cái điều thứ hai nữa là có thể gợi lên cho mọi người uh, một cái sự hiểu biết mới và một cái mối quan tâm mới thì đúng hơn. Chính xác là một cái mối quan tâm mới và mở rộng cái phạm vi hiểu biết của mình ra. Và sau đó thì nếu như mọi người có thêm các cái nguồn khác, thậm chí cả là những cái trải nghiệm thực tế rồi là nhiều những cái tri thức khác bởi vì là em biết là mọi người cũng tham gia nhiều các khóa học rồi là cũng tiếp cận nhiều những cái nguồn khác nữa ấy, thì mọi người có thể cùng nhau đóng góp để cho cái hiểu biết của chúng ta nó cùng hoàn thiện. <laughs> à có chị Thùy Linh giơ tay ạ. À. Em mời chị. Dạ. <laughs> yeah em cảm ơn chị Dương em cảm ơn chị Dương đã chia sẻ một cái bài nó rất là khó mà em em cũng có nghe đó nhưng mà cái chỗ hiểu gần như là không có hiểu nhiều à, nhưng mà vẫn nghe để từ từ cập nhật cái ngôn ngữ của bên MF mình à, trước đây em có học một cái phần là các các quá trình tiến hóa quá trình tiến hóa của linh hồn thì cũng chia làm có cái mà bên cái Nhắc mà giống như cái slide mà nãy mà chị Dương đưa là cái phần mà ở dưới các động vật bay á, cái 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 loài thủy cầm, à, cái cái loài động vật bay nè, da cầm nè và cái loài động cái cái loài cá ở dưới biển thì nó có một cái chi tiết tương đối là thú vị mà à, lúc đó là thầy Pradip bên BSSM có dạy là những cái loài động vật bay á, khi mà chết đi á, thì cái xác của nó không có không có rơi trên mặt đất mà nó 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 vào một cái chiều kích khác tại vì à, nếu mà nó chết đúng quy luật tự nhiên chứ không phải là con chim mà bị nhốt vô trong lòng, thì nó chết thì cái xác nó vẫn ở đây à, các loài động vật bay khác nữa cũng vậy nữa mà mình nếu mà nó chết mà nó rớt xuống đây thì ở đường rồi rừng đồ này nọ mình sẽ rất là nhiều xác các loài chim các loài à, đủ thứ các loài động vật bay ở à, ở ngoài đường á à, cũng như ở trong rừng nhưng mà đúng là thầy nói cái mình nghiệm lại là mình à, mình không thấy có những cái loài bay đó cũng như y chang vậy cái dòng tiến hóa của các loài là thủy ở ở dưới nước á sinh vật ở dưới nước ở dưới biển thì nó khó biết hơn tại vì mình không có mình không có dễ quan sát cái động vật đó nhưng mà nó cũng là khi mà nó chết thì cái xác của nó đi về một cái chiều kích khác và yeah. Cái chi tiết đó nó cũng là thú vị Thì lúc đó em cũng nghe và em hiểu thôi Chứ em cũng à, Mình nghĩ mình thấy đúng Nhưng mà mình chưa có được cập nhật nhiều Cái kiến thức của Minh Triết như vậy Dạ Thì em cũng chia sẻ một cái phần nhỏ đó Cho cả nhà cái chi tiết nhỏ thôi à Dạ em cảm ơn chị Dương Cảm ơn bạn Lan Cảm ơn chị ạ <laughs> Ờ cũng 10 giờ hơn và trình bày khá dài bởi vì là chị Dương tổng hợp rất nhiều nội dung. Thế nhưng mà nếu như mọi người có gì muốn trao đổi, muốn chia sẻ thì chúng ta cũng có thể uh, du di thêm vài phút uh, được ạ. <laughs> À, có chị Hồng Vân uh, nhắn trong nhóm là lúc chị đi đọc về lúc chị đọc về dòng tiến hóa thiên thần chị chỉ đọc chương có các hình ảnh về các thiên thần và tinh linh hôm nay Thủy Dương tổng hợp kiến thức rất đầy đủ và chi tiết giúp chị nắm kỹ hơn về phần kỹ thuật và nội hàm của giới thiên thần cảm ơn Thủy Dương <laughs> đấy ạ mọi người đều rất là uh, cảm ơn chị Dương về cái sự tổng hợp công phu của chị tất nhiên là cái đề tài này rất là khó và không thể nào một lúc chúng ta có thể nắm bắt được thế nhưng mà với những cái kiến thức đầu tiên và mở ra những cái hiểu biết khác hy vọng là chúng ta sẽ có mối quan tâm đúng đắn hơn ạ mọi người có muốn chia sẻ gì không ạ à chị vinh vâng em mời chị à, dạ cho chị hỏi là cái, cái slide presentation hôm nay là có được chia sẻ lại không ạ à? là lý do là trong cái phần cái phần ứng dụng ấy, thì chị thấy nó, nó cực kỳ là hữu ích và bản thân chị là có một số trải nghiệm của chính mình là thực chứng có nên chị cảm chị rất là thấy thương cái câu của dương hay nói là có thực đó mọi người à, và chị thấy là cái việc là dương dương càng nói lắp lại càng thấy thương <laughs> tại vì thực sự cái đề tài này nó, nó quá là trừu tượng luôn thì rất là cảm ơn dương đã rất là công phu mà làm ra một cái presentation như vậy thì cho là sau đây cho chị xin lại cái 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 present này cái cái bản này để mà có thể ngẫm nghĩ sâu hơn chị cảm thấy bản thân chị là thấy rất hữu ích xin cảm ơn rất nhiều ạ à. dạ dạ vâng ạ dạ em em sẽ gửi vào group như mọi lần ạ dạ dạ để em em chỉnh sửa lại một số cái lỗi chính tả hay gì nãy thấy mới thấy à dạ dạ, à, dạ. như các câu hỏi dạ, cảm ơn. chung dạ cảm ơn cảm ơn thì linh chia sẻ cảm ơn nữa ạ dạ cảm ơn chị vinh à, cho em hỏi về mấy slide thiên thần chữa bệnh cho con người thì có liên quan đến việc con người sử dụng các biện pháp reiki không ạ à? Điều kết nối với thiên thần để chữa bệnh à, thì thì khi mà mình nghiên cứu này thì mình thấy là chắc chắc chắn là các cái việc mà trị liệu mà dùng năng lượng này đều có kết nối với deva hết đều có kết nối với các thiên thần hết ạ à? dạ cho nên là chắc chắn là có kết nối với thiên thần mà mà, mà nhiều khi cái người kết nối họ không biết luôn tại vì giống như thực ra là chúng ta đâu có biết đâu nếu mà chúng ta không nghiên cứu về nhưng thần chúng ta cứ giống như chúng ta thấy là ngẫu nhiên á giống như là chúng ta thấy mọi thứ cái cái vết thương hay cái gì mọi thứ nó lành tự nhiên như đó. chúng ta không nghĩ là đằng sau cho nên là cái việc mà khi mà chúng ta hiểu được là đằng sau cái sự sống của tự nhiên và của chính chúng ta nữa là biết bao nhiêu công sức của các cái cái các vị kiến tạo các vị thần kiến tạo như vậy đó, thì chúng ta sẽ trân trọng hơn nữa đúng không ạ dạ và chúng ta sẽ làm sao để để cho các chúng ta phụng sự lại các ngài tức là chúng ta cùng hỗ trợ nhau bằng cách là chúng ta thanh luyện bản thân bằng cách chúng ta uh, dạ uh, thực ra là khi mà chúng ta làm sao chúng ta hạnh phúc á là, là 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 chúng ta tại vì những cái khi mà chúng ta hạnh phúc chúng ta vui tươi á là và trong trong những cái gì đó Mà nó cao đẹp thì là chúng ta đang đang làm làm cho chính mình và và cũng là cho họ luôn tại vì chúng họ cũng ở bên trong chúng ta luôn đó là cái dòng dòng tiến hóa thiên thần tại vì cái cái deva này nó 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 chính là cái vật chất á mọi người dạ và, mà vật chất này không phải chỉ là cái vật chất xác thịt này mà cảm xúc cũng là cái vật chất tức là vật chất của cõi cảm dục rồi tư tưởng cũng là vật chất vật chất của cõi trí mà như là những cái vật chất nó thanh bay hơn thôi dạ alo chị dương ơi em muốn hỏi một chút ạ dạ vâng à hà à, em nói để chị vâng. nghe à, như em đọc ở đâu đấy thì là những kiểu bác sĩ thì có cái lối rất mạnh mẽ với các thiên thần chữa lành ạ thì cái việc mà bác sĩ chữa bệnh thì như, như em đã đọc một cái bài báo ở đấy là có nghĩa là có một bác sĩ đầu tiên ở Việt Nam bắt đầu sửa sửa các dị tật tim ở trong thai nhi và bác ấy nói là bác ấy chấp nhận những nghiệp quả sẽ đến tại vì người ta can thiệp với cái số phận thì 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 cái cái việc đấy em thì băn khoăn những việc là cái kiểu bác sĩ như mình thì mình biết là can thiệp hiệu quả nhưng bác sĩ đứng trước cứu người và cái can thiệp hiệu quả thì nó sẽ ở cái danh giới nào ạ? À, tức là câu hỏi của Hà là à, việc can thiệp của bác sĩ là um, nó, là nó có vi lý. phạm nhiều, một trong một số thứ nó có vi phạm nghiệp quả không ạ? Việc can thiệp của bác sĩ cái này thực ra là chị chỉ nói theo quan điểm cá nhân thôi chứ chứ không không có dám không biết là đúng hay là sai à, dạ thì theo chị á thì làm nếu mà làm gì có thể cứu người á thì cứ làm hết sức mình thôi đó, đó là việc của mình á tức là việc của mỗi người chúng ta là 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 làm việc để cứu người thôi còn còn cái chuyện nghiệp quả uh, nghiệp quả mình mình đâu có biết được mình rất là khó để mà để mà 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 nói được là có nghiệp quả tức là họ là từ nghiệp quả gì hay cái gì cái gì và và có đụng hay không tức là nó nó trùng trùng duyên khởi đó, nó trùng trùng mọi thứ nó không phải là một một cái quả là do nhiều nhân này nọ chứ không phải là đơn giản đó. ý ý chị muốn nói là mình không khó mà phân định được về nghiệp quả lắm không không ai có thể nói được ngoài những cái bậc uh, giác ngộ người ta mới biết được cái nào là quả còn cái trách nhiệm mình mình cứ làm với cái 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 lương tâm và trách nhiệm của mình với cái gì mình thấy uh, cứu người được thì cứu thôi chị nghĩ vậy em cảm ơn ạ dạ cũng chưa chắc là đúng hay là sai mình không biết á. dạ mình chỉ nói theo quan điểm cá nhân thôi nha dạ yeah. cảm ơn ạ. Có một dạ dạ. dạ vâng dạ à, còn có câu hỏi của Thùy Dung à. và nếu mình đến vùng đất mới mà cây cối um tùm mình hay cảm giác sợ và phải chặt bớt cây cối đi thì mới an tâm và cảm giác năng lượng tốt hơn mà nếu như thế thì đối lập với việc mình đã tác động đến gì thiên thần đã tạo tác thì nên giải thích sao ạ à? thì mình nghĩ là à, thực ra là 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 là, là chúng ta không, không có nên họ tức là hoặc hoặc là tức tất nhiên là việc con người mình đô thị hóa này nọ nhiều khi mình chặt đó đó là mình cũng phải làm này nọ Tuy nhiên Tuy nhiên là cho nên là tại sao chúng ta nếu mà chúng ta tu tập á, thì chúng ta nên về những cái vùng 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 nơi thiên nhiên nhiều quá Tại vì những nơi đó những cái nơi đô thị à, nơi mà không còn thiên nhiên là là tinh thần không còn tức là những những um, và cái cái sự sức mạnh về chữa lành nó cũng không có nữa Nên đó là ừ, ừ, à, nếu mình đến vùng đất mới mà cây cối um tùm mình hay cảm thấy sợ thực ra thực ra là nếu mà chúng ta ừ, cây cối um tùm nhưng mà có thể là chúng ta không cần phải sợ khi mà khi mà từ từ chúng ta sẽ giống như kiểu chúng ta có thể cái này là mình cũng nói quan những cá nhân thôi nha tức là theo chị theo mình thì là mình có thể là ngồi tĩnh lặng lại ở nơi đó rồi cái mình từ từ mình mình tham thiền để mình mình giống như là mình mình gửi cái 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 tư tưởng á nhà dạ, bằng bằng cái bằng cái tư tưởng của mình thôi à, um, hoặc là giống như là có một số những cái nghi lễ mà dùng màu sắc hoặc âm âm thanh nhưng mà tại vì mình không biết những cái đó mình không có biết cái đó, những cái đó mình không có nói ở đây nhưng mà đại loại là chỉ, chỉ cần bằng tư tưởng thôi tại vì tại vì thực ra là các cái tinh linh hay là các cái thiên thần là họ nhìn chúng ta như chúng ta là đó tức là 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 hoặc là không chí chúng ta không cần nói gì hết mà mọi thứ sẽ thể hiện ra bằng cái năng lượng tức là nếu một cái tư tưởng của chúng ta là giống như chúng ta xin phép chúng ta xin phép chúng ta cảm ơn chúng ta thể hiện cái lòng biết ơn của chúng ta khi chúng ta đến một cái nơi đó thì thì những cái vị thần đất thần cây ở đó họ sẽ hiểu và dần 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 tức là dạ đúng rồi xin phép trước họ sẽ họ sẽ họ sẽ họ sẽ bảo vệ lại mình tại tại vì vậy nè mọi người có thấy là nhiệm vụ giống như là nhiệm cái cái bản năng của thiên thần là bảo vệ không ơ ờ, tức là bảo vệ và nuôi dưỡng không tại vì họ là tính chất mẹ mà tính chất âm cho nên là cái cái cho nên là chúng ta thấy là họ luôn luôn cái bản chất của họ là nuôi dưỡng. Bản chất của họ là 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 chăm sóc và nuôi dưỡng là kiến tạo và nuôi dưỡng. Cho, cho nên là họ lúc nào họ cũng phụng sự không, không có không có phụng sự vô kỷ hết họ tại vì họ đâu có giống như đó đó là cái bản chất của họ là họ họ, họ, họ họ tuân theo thiên ý mà họ không có tự do ý chí của riêng nhưng mà thực ra đó là họ cái ý chí của họ còn cao hơn bởi vì đó là chính là thiên ý mà thiên ý là luôn muốn những điều gì tốt đẹp cho mọi người cho mọi người ấy thôi cho nên là nếu mà chúng ta cứ thể hiện cái lòng biết ơn, sự trân trọng mà thật ra chúng ta rất là đáng để biết ơn họ đúng không? Tại vì nếu mà nghĩ lại chúng ta thấy là các cái cái giới thiên thần và thiên nhiên là đã cung cấp cho đủ thứ mọi thứ cho cuộc sống của chúng ta rồi á thì 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 chị nghĩ là uh, mình mình không cần phải không cần phải sợ dạ yeah không cần phải cảnh giác à, những tinh linh xấu ác thì là hơn nhưng mà vậy nè à, luôn luôn sẽ có những cái những cái những cái thiên thần bảo vệ đó các em các mọi người à, thì dung thì thì à, nếu mà đó, đó cho nên là có những cái cái người mà người ta được những cái thiên thần mà cứu trong những cái những à, những cái thiên tai này hoặc là những cái nơi này nọ tự nhiên là nhưng mà vậy nè nha cũng có những cái cái tinh linh xấu ác tinh linh xấu ác nó cũng nó cũng mê hoặc được chúng ta nha tại vì á không phải là nó 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 thông minh hơn con người hay cái gì mà nó có tác động đến tức là nó quen với việc tác động vào hình tư tưởng á và nó có thể nó có thể à, à, đánh lừa con người và thường thường những cái tinh linh này lúc mà mình đọc tài liệu là nó nó hay xuất hiện trong những cái buổi cầu đồng rồi đó à, nó nhiều khi nó sẽ tạo ra những cái tiếng động hay những cái gì đó Đà, tức là nó hoàn toàn um, những cái người mà mà người um, tức là những cái vị thần hoàn toàn có thể ra lệnh cho nó làm những cái việc nhỏ 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 tức là những cái việc gì nhỏ 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 là nó 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 cũng có thể làm được nhưng mà tương tự như vậy thì cũng cũng có những cái tinh linh mà có thể giúp chúng ta uh, tìm được cái đồ vật mất nè hoặc là dẫn dắt chúng ta đi khỏi lạc đường nè rồi cũng có những tinh linh là làm cho chúng ta lạc đường Ý là, nhưng mà nhiều khi là nó chỉ trêu thôi chứ không có gì để loại là nó có đủ thứ hết thì thì nếu mà để để những để mà cái cách bảo vệ tốt nhất là chúng ta à, cứ thanh luyện thanh luyện qua cái việc mà à, giữ cái hạnh vô hại á, giữ hạnh vô hại giữ hạnh vô hại và và thanh luyện bản thân cho các thể mình thanh khiết thì à, tại vì càng thanh khiết các thể càng bớt càng điềm nhiên, càng định tĩnh thì chúng ta càng bớt cái ảo cảm, mà càng bớt ảo cảm là chúng ta càng trụ ở những cái cõi cao. Và giống như hồi nãy chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta trụ ở cõi cao thì chúng ta có thể kiểm soát được những cái cái tinh linh của cõi thấp. Tức là kiểm soát ở đây là chúng ta không có bị nó sai xử. Thì khi đó và chúng ta cứ định tĩnh chúng ta và chúng ta trụ ở những cái tâm thức cao rồi thì cái bản chất của linh hồn, bản chất của những cái tâm thức cao là cái sự điềm điềm tĩnh nè và sự vô ý và Khi chúng ta không sợ thì tự nhiên nó sợ chúng ta hoặc là nó nó sẽ rút lui. Tại vì uh, nó, nó thường thường là nó cũng vô hại thôi. hoặc là nó thường thấy hù hù nhát, nhát vậy thôi. Dạ đúng rồi. Việc chúng ta là hướng chúng ta cứ 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 hướng đến những hướng giữ cái cái tinh thần Uh, vô ý này, và tinh thần họ thậm chí chúng ta cứ tỏa ra tình thương thôi thì thì tự động cái cái năng lượng của tình thương nó là cái năng lượng bảo vệ luôn vừa là năng lượng chữa lành vừa là năng lượng bảo vệ mà nó không có bị uh, nó không có làm mình cô lập như là như là những cái hàng rào bảo vệ khác dạ yeah. tức là chúng ta cứ mang một cái tâm uh, từ ái uh, mà nói vậy chứ nói vậy chứ mình đang nói vậy chứ không biết thực tế gặp chắc mình nhiều khi cũng bị hù hay gì cũng sợ hay gì đó nhưng mà đại loại là thực ra là um, um, những cái tinh linh thường thì nó sẽ vô hại nó nó chỉ có nhát chúng ta vậy thôi chứ nó không không có làm được gì còn sợ là sợ con người xấu rồi nhiều khi mình ra tay hay gì chứ còn uh, những cái dạ yeah, những cái 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 tinh linh thì nó không nó đa phần là nó nó không có hại nó nó chỉ có nhét mình thôi yeah. vâng. dạ dạ à, chị, chị, em... chị vinh định bổ sung gì ạ dạ cảm ơn thầy dung cảm ơn chị vinh định nói gì ạ cả à, à. À, em dũng ạ à, dũng Và em muốn kể lại cái này một chút tức là câu hỏi của dung ấy thì uh, ngày xưa có đợt thì uh, thầy em được người ta mời mời một chúa ấy thế là đợt đấy em đi đi đến thì thầy lại không có ở chùa thế là mọi người mới dẫn cái đến cái nơi mà thầy định mở chùa trời ơi đến cái nơi đấy là kiểu dạng cái nhà bỏ hoang ấy thế sao là cái nhà của người ta có người mất ấy. thế là em thì vẫn hồn nhiên cốt tiên à, thực sự là như chị dương nói tức là mình mình thực sự là mình mình vô ý mình vào mình ở thì xong là mình cũng ừ, thứ ra là cũng cũng nhìn ngôi nhà mà cũng kiểu bỏ hoang bao nhiêu năm ấy mình cũng hơi kinh kinh tức là nhà nó còn chả có cửa gì cả cửa thì nó làm bằng đúng một cái mảnh ấy. thế là vào đấy ngủ xong là mọi người đến mọi người kiểu người, người dân xung quanh ấy, người ta bảo là về nhà người ta ở ấy xong em bảo là thế thầy ngủ đâu mọi người bảo là thầy mà về thì thầy cũng ngủ đấy thế bảo ở đây ngủ được thì mình cũng ngủ là mình vào mình ngủ hồn nhiên của tiền trong đấy luôn thế là 6 giờ sáng ngày hôm sau người ta kiểu người ta biết em đến thế là mọi người mới sang người hỏi bảo trời ơi ở đây nhà kiểu rất là khủng khiếp ấy không ai dám ở luôn ý thế mà tại sao mình lại ở được ấy? mà xung quanh là kiểu rất là kiểu hoang sơ những thứ em bảo em cảm thấy cái sự bình an ở đấy thì mình cứ ở thôi nên là mọi người bảo không sợ một cái điều gì cả mình bảo là kiểu mình thực sự mình cảm thấy là mình mình không làm điều gì xấu ấy thực sự là mình cảm thấy là khi mình về thì mình cảm thấy có người kiểu có sự bảo vệ nhất định ý. Tại vì mình đang làm điều tốt mà, thế là mình cũng kệ thôi. Thế là mọi người kiểu rất là căn ngăn em khi mà em ở đấy tận mấy hôm <laughs> và sợ là kiểu cái nhà đấy hoang thì nhà đấy có thế nọ thế kia ấy, nhưng mà em chả thấy vấn đề gì cả. Em cứ tức là mình mở mắt ra thì mình có có cái cảm giác như thế, nhưng mà khi mình ngồi thiền hoặc là mình chỉ cần nhắm mắt lại. Ý mình cảm thấy bình an ấy thì tự nhiên mọi thứ nó xung quanh nó rất là ấm và có một sự gì đó bảo vệ mình mình cảm thấy em hoàn toàn không sợ gì cả Thế em chỉ kể lại cái câu chuyện em ngày trước cảm ơn mọi người ạ dạ cảm ơn dũng dạ vâng đó mình mình cứ mình cứ hồn nhiên cô tiên vậy đó dạ thì 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 là 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 tức là mình cứ cứ giữ tâm thức cao thôi tại vì quan trọng là mình giữ cái 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 tâm trong sáng cái uh, cái tính vô tổn hại cái thực tập đó mình không và yêu thương từ bi á thì 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 tự, tự động là 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 uh, mọi thứ nó sẽ được uh, ấy dạ yeah. và mình sẽ được bảo vệ mình sẽ được bảo vệ bởi bởi các cái các vị thiên thần dạ yeah. dạ yeah. chẳng qua là cái bài này thì cái điều mà em muốn mọi người nhớ là thực ra là tất cả các vị thần sau khi đọc bài này thì giống như là mới thấy là những cái chuyện cổ tích ngày xưa mình cứ tưởng là ồ tưởng tượng nó ra bây giờ thấy trời ơi, có thật có thật <laughs> có điều là đương nhiên là khi câu chuyện người ta kể lại có thể là thêm khác này kia nhưng mà các cái vị thần này nọ các cái vị thanh là những cái thần mà ở những cái ngôi làng này nọ đều hoặc là những cái vị mà cây có những cái cổ thụ là chắc chắn có những cái vị thần cây dạ yeah. tất cả đều có thật hết à dạ yeah. yeah. ngày hồi nhỏ mình cứ tưởng là à, hồi nhỏ thì mình nghe kể chuyện mình thích nhưng mà mình nghe mọi người nói ờ không có thật đâu nhưng mà bây giờ mình thấy lớn rồi mình thấy thấy nó đúng hơn mọi người ha ý là hơi ngược đời á thường là dạ <laughs> yeah dạ cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ à. cảm ơn cảm ơn cả nhà đã đã kiên nhẫn dạ nay hẳn là chúng ta đến tận 10 rưỡi cảm ơn cả nhà đã kiên nhẫn à. dạ bởi vì thực ra đề tài rất là hay mà dạ chắc là cũng đến giờ phải để mọi người nghỉ rồi ạ à. dạ mọi người có thể